Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Dị Thế Nông Phụ Chủng Điền Ký, tập 14. Vừa vặn biết Bạch Tiểu Vũ bọn hắn muốn rời đi sự tình, cái này Suối Dục Lưu Trịnh thị đem phòng ở làm tới, đến lúc đó cho Tôn Đoá Nhi cùng Lưu Tử Phong ở. Thế nhưng là Lưu Trịnh thị hiển nhiên mục tiêu càng lớn, trông thấy nhà thời điểm, cũng nghĩ đến những cái kia ruộng đồng, mặc dù về sau như vậy vài mẫu địa, nhưng là thịt mũi cũng là thịt, huống chi như vậy vài mẫu cũng đáng không ít bạc đâu, cho nên lúc này mới tại Bạch Tiểu Vũ cùng Lưu Tử Tuấn bọn hắn đi thực tiễn bữa tiệc mở miệng bởi vì lão gia tử áp chế cùng bạch tiểu vũ hai người không đồng ý chuyện này cứ như vậy đi qua nhưng lưu trịnh thị hiển nhiên là đình chỉ thở ra một hơi cổ này hỏa khí không phát ra tới liền không được thống khoái thế này mới đúng lấy đến đây tìm hiểu tin tức tôn đại nương nổi giận tôn đại nương hai hàng lưu trịnh thị đều là tương đối có thế mắng chửi người lão thái thái càng nói càng lửa cháy tình huống dưới cuối cùng vạch khuyết điểm thành lớn nhất xem chút để không ít nghe thấy hai người cãi lộn người bắt đầu bác quái đem những lời kia truyền đến bốn phương tám hướng đợi đến lão gia tử cùng tôn gia lão gia tử lúc đi ra mới chủ tử hai người cuối cùng tại hai người điều hòa phía dưới hai cái lão thái thái mặc dù vẫn còn có chút không được tự nhiên nhưng là cũng không giống là cừu nhân như vậy lập tức hai người đạt được một tin tức đó chính là nguyên bản bị bọn hắn đánh chủ ý phòng ở cuối cùng rất nhanh vào ở lưu tử bình một nhà nhân tiện còn có lưu tử bình nhạc phụ trương thị người một nhà chuyện này để hai người nhất trí đối ngoại vì chuyện này không biết cùng trương thị bọn hắn náo bao nhiêu lần bởi vậy đối mặt tình huống như vậy trương thị nếu là có thể đối tôn đại nương còn có sắc mặt tốt mới là lạ chứ tôn đại nương nghe thấy trương thị vừa nói như vậy lập tức mũi không phải mũi con mắt không phải mắt liền bắt đầu mù kêu lên sao thế ta liền nói hai câu nói còn có thế chậm trễ các ngươi cái gì người ta lưu lão tam đều không có mở miệng thế nào liền khoe khoang ở ngươi đây ngươi có thể thực hiện đi đừng cho là ta không biết cả ngày trước mặt người khác trang thế nhưng là chuyện như vậy kỳ thật sau lưng tâm nhãn kia là một đống một đống mấy người các ngươi chị em dâu cái nào chơi đến quá ngươi a à. ai không biết ngươi cái này đại tẩu đều thế nào làm người đoạt người ta đồ vật còn cả ngày trong trong ngoài ngoài khắp nơi nhảy lên nhưng phàm là cái có chút da mặt đều có thể biết làm chuyện khó coi muốn tránh một chút chỉ có kia không cần mặt mũi mới có thể không ngừng trước mặt người khác đâu trương thị vốn cũng không phải là cái giỏi về ngôn từ lúc này nghe thấy lời này một gương mặt đỏ lên thế nhưng lại cũng không có nhiều phản bác vài câu đều là một bên nguyên bản nhìn xem bên này xem như trò hay giống như người nghe thấy lời này đều cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ để bạch tiểu vũ nhíu mày đây là quen thuộc sao xem ra tôn đại nương đối trương thị nói như vậy cũng không phải lần một lần hai a à. chẳng qua người ta không tốt đối trưởng bối nói cái gì thế nhưng là người Lưu Tử Phong không giống, đang lúc Bạch Tiểu Vũ nhíu mày muốn lúc nói chuyện, đã thấy Lưu Tử Phong cũng là một gương mặt đỏ bừng đối tôn đại nương nói, mẹ, thế nào liền nhất lên chuyện này rồi? Không phải đều nói rõ ràng sao? Thế nào lại nói nhau nhau bên trên rồi? Tôn đại nương nhìn xem duy nhất con rể không giúp nàng, lập tức càng thêm tức giận, một đôi mắt tách ra cùng Lưu Trịnh Thị không có sai biệt tia sáng, đối Lưu Tử Phong liền kêu gào. Ta còn không thể nói nàng hai câu rồi. Sao thế? Ngươi cũng đừng nói lúc trước ngươi đối người nhà kia đều không nhúc nhích cái gì tâm tư. Các ngươi Lưu gia lúc trước thế nào nói, thành thân tuyệt đối để chúng ta Đoá Nghi ở phòng ở mới, kết quả đây. Cái này đều thành hôn bao lâu thời gian, cũng không thấy các ngươi ở phòng ở mới a, à. cả một nhà người chen tại kia một cái sân nho nhỏ bên trong, dương mắt không thể nhìn, thấp mắt không thể quên, chúng ta Đoá Nghi một cô vợ nhỏ, kia không tiện nhiều nữa đâu, có sẵn tốt phòng ở không ngừng để người cái cướp đi, đây đều là làm huynh đệ, người ta đi, thế nào liền ngươi không được. Thứ không có tiền đồ, thật hối hận đem chúng ta nhà đóa nhi gã cho ngươi, lưu tử phong sắc mặt trung lên, vô luận nam nhân kia nghe thấy lời này đều sẽ không vui vẻ đi, huống chi còn là mình nhạc mẫu, mình luôn luôn tương đối tôn trọng người, nhưng là lưu tử phong nghĩ đến người bên cạnh là ca ca của mình chị dâu, có ngăn chặn cơn giận của mình, đối tôn đại nương cao mày nói, mẹ, Chuyện phòng ốc không phải đều nói sao, chúng ta đã bắt đầu lên phòng ở, không được bao lâu liền có thể dọn ra ngoài, đoá nghi đều không có gấp đâu, lập nhà cũng không phải chuyện một ngày hai ngày a, à. ta nhổ vào. Tôn đại nương nhổ một hơi, đối Lưu Tử Phong nói cùng nhà kia là nhà các ngươi xuất tiền đắp lên đồng dạng, kia nồi bát bầu bồn dùng đến đều khẩn trương, các ngươi có cái kia tiền nhàn rỗi, còn không phải nhà chúng ta bên trong ra tiền. Chính là phòng ở lên tốt, nhà kia cũng là họ Tôn. Không họ lưu, có bản lĩnh chính ngươi đi kiếm tiền lập nhà đi a à, hừ, so ra kém ngươi kia làm tú tài nhị ca, cũng so không được ngươi kia có tiền tam ca, trước đó nhìn xem vẫn được, hiện tại ngó ngó, vậy cũng không chính là cái phế vật. Làm gì cái gì không được, chúng ta đoá nhi đi theo ngươi, đó chính là đến tám đời nấm mốc, lưu tử phong sắc mặt bạo đỏ, trên tay gân xanh nhô lên, lần này cũng không phải là bởi vì xấu hổ, mà là sinh khí tức giận mắt thấy lưu tử phong liền phải nổi giận thời điểm vô cùng náo nhiệt cửa chính ra tới một người trung niên nam tử thay đổi trước đó hòa hòa khí khí trạng thái nam nhân đối tôn đại nương gầm nhẹ nói nói gì thế nói gì thế không tưởng nổi a à, trong phòng lớn đều có thể nghe thấy ngươi tại cái này mù gọi một buổi sáng sớm đây là nghĩ sao thế tranh thủ thời gian cho ta trở về phòng đi bạch tiểu vũ đối với tôn đại thúc ấn tượng chỉ có trước đó sửa chữa nhà thời điểm nhìn thấy bộ dáng người hiền lành dáng vẻ mang theo hiền lành nụ cười ấm áp nhìn xem chính là một cái hảo hảo tiên sinh bây giờ nhìn lại mặc kệ là nhìn cỡ nào ôn hòa nam nhân kỳ thật đều là có tính cách cho nên cho dù là bị người cảm thấy là người hiền lành tôn đại thúc kỳ thật ứng đối sự tình đến vẫn là nghiêm túc cuối cùng lưu tam gia cùng lưu tần thị nghe thấy thanh âm cũng chạy ra cuối cùng tại hai vị lão nhân cảnh thái bình giả tạo phía dưới tôn đại nương vào phòng sau đó hai vị lão nhân đối lưu tử phong trấn an một phen liền xem như đi qua lưu tử phong dù sao cũng là vãn bối mặc dù trong lòng vẫn như cũ không thoải mái nhưng là vẫn không so đo chẳng qua không thể phủ nhận là trong lòng tất nhiên là muốn lưu lại ám ảnh sau khi trở về kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng cùng tôn đoá nghi ở giữa tình cảm có điều cái này cũng không phải là mấy người bọn hắn phải quan tâm vấn đề, mặc dù có người ở giữa sung làm người hòa giải, nhưng là hiển nhiên, lời đồng đại truyền bá tốc độ xa xa so trong tưởng tượng tới cũng nhanh, không bao lâu, rất nhiều người đều biết hôm nay phát sinh sự tình, một chút người đối với cái này tự nhiên là cười một tiếng mà qua, thầm thang một tiếng tôn gia cùng lưu gia gần đây trong nhà phát sinh sự tình, nhưng là càng nhiều người thì là bắt lấy một cái tin tức, đó chính là lưu tử tuấn trở về, mà lại là trở về đại khách. Cho nên, một chút tâm tư linh hoạt, liền bắt đầu nghĩ ra một vài thứ đến. Đầu tiên, hiện tại Lưu Tử Tuấn không giống như là trước đó Lưu Tử Tuấn, một cái vừa phân gia người trẻ tuổi, bên người không có một chút tiền tài bàn thân. Hiện tại Lưu Tử Tuấn mặc dù không có ở trước mặt bọn họ, nhưng là bọn hắn vẫn là có thể thông qua một chút tin tức biết, Lưu Tử Tuấn hiện tại là tại cho tiên khách lai làm việc, đây chính là cả huyện thành tốt nhất tử lâu, liền xem như không có đi vào quá nhưng là cũng là biết cái này thanh danh người bình thường là đi vào không được a à, mà trừ cái đó ra còn có bạch tiểu vũ cái này vừa tiến vào thôn xóm bọn họ liền trở thành rất nhiều người trà dư tử hậu đàm luận đối tượng nữ nhân hiện tại là trong coi nhà mình cửa hàng trong mỗi ngày sinh ý nghe nói tốt không được mua điểm tâm ngọt cũng không phải bình thường người ăn đến lên kia mỗi ngày tiền tài còn không đều như là nước chảy hướng trong túi chảy đến đến thô sơ giản lược nghĩ nghĩ liền xem như bây giờ người ta mới tại huyện thành ngốc không đến hai tháng, nhưng là cũng đủ để nhìn ra được, cái này sau này sẽ là nhân vật có tiền A, à. người ta lưu gia lão tam đây là phát đạt A, à. thế là, lúc trước người ta chuyển nhà mới, đóng phòng thời điểm không có tặng lễ người, liền nghĩ có phải là hiện tại đưa một phần lễ vật tới, cứ như vậy, nguyên bản liền vội vàng mấy người, càng thêm bận biểu sống lại, bởi vì trừ trước đó những cái kia đã xuống thiếp mời cần chiêu đãi hiện nay lại nhiều rất nhiều cần chiêu đãi người, còn muốn có phải là ứng phó tới tặng lễ, để nguyên bản ngay tại trên xe ngốc thật lâu ba người, không thể không giữ vững tinh thần làm sự tình, bận biểu chân không chạm đất, về phần đồ ăn phương diện, cũng may trước đó Lưu Tam Gia loáng thoáng nghĩ đến một chút chuyện này, cho nên cuối cùng mặc dù người đến không ít vượt qua dự tính, nhưng là đồ ăn phương diện, vẫn là đủ, chẳng qua vẫn như cũ là khẩn trương vừa vặn đủ mà thôi. Chuyện hồi sáng này đã truyền mọi người đều biết, mà lên trên mặt bàn lại thiếu không được những cái kia tam cô lục bà cuối cùng mấy người trên bàn một thảo luận nháy mắt đem lời đồn đại tán phát tốc độ có thừa nhanh hơn không ít người hữu tâm còn chú ý tới luôn luôn thích có mặt dạng này trường hợp tôn đại nương lần này lại chưa từng xuất hiện đến thì là tôn đại thúc mà lưu gia mấy người trừ lưu tử phong ở chỗ này lưu gia vô luận là lão gia tử vẫn là lưu trịnh thị hay là tân nương tử tôn đoá nhi cùng cô em chồng lưu châu nhi khi là không có bất kỳ ai xuất hiện, điểm này lại là một cái đáng giá đám người nghị luận ầm ĩ sự tình. Lưu gia tộc phổ đổi trở về sự tình, cũng chẳng qua là phạm vi nhỏ mấy cái quen thuộc người biết mà thôi, phía ngoài hàng xóm, kia là một cái cũng không biết, cho nên đối với vẫn là người một nhà Lưu gia mấy người, khó tránh khỏi thiếu không được nói thêm vài câu, đồng thời cũng càng thêm đối với nhà cũ cùng Lưu Tử Tuấn nhà quan hệ có cái nhận biết, đừng nói, đây là liền mặt ngoài công phu đều kinh thường ở lại làm a. À cũng may đám người còn không tính quá phận, còn biết đây là tại trên địa bàn của người ta, cho nên đều miệng hạ lưu tình, yến hội đồ ăn không sai, rất thụ đám người thích, lại thêm đồ ăn tương đối khẩn trương nguyên nhân, từng cái chén dĩa đều là ăn đến rất sạch sẽ. Vẫn như cũ là Lưu Tam gia tay cầm mui, Bạch Tiểu Vũ trợ thủ, đợi đến mấy cái đói người chờ lấy đám người sau khi ăn xong, đang định làm điểm đồ ăn ăn, lại nghe thấy bên kia một đứa bé kích động chạy tới, trực tiếp chạy về phía nhà bếp sau đó đối một đám vừa mới thở vào một cái người hô, tam gia, tam nải, thúc, thẩm. Nhị gia trong nhà đánh lên. Đánh lên, mấy người nhíu mày, đây cũng là trong thôn một đứa bé, ngày bình thường chắc nịch quen, đông chạy tây vọt, ngược lại là rất hiểu lễ phép, biết đối trưởng bối nên xưng hô cái gì, nhưng là lúc này hắn, quả thật làm cho ở đây mấy người đều sửng sốt, sau đó kiệt phản ứng, đã nhìn thấy Lưu Tử Phong lập tức đứng lên nói một câu, trong nhà xảy ra chuyện rồi cũng không đợi đám người trả lời liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài đám người sững sờ tam gia nhị gia cũng không chính là nói lưu nhị gia cũng chính là lưu tử phong trong nhà sao làm sao hảo hảo đánh lên rồi chẳng qua lúc này hiển nhiên không phải quan tâm những cái này thời điểm mấy người tại lưu tử phong đi qua chạy sau khi ra ngoài cũng nhanh chạy ra ngoài cái khác có thể bất luận nhưng là nếu là thật sự đánh lên thật đúng là phải thật tốt đi qua nhìn một chút mới là đem còn lại kết thúc công việc giao cho Lưu Bảo Nhi cùng Đại Ni, Nhị Ni, Đại Lang mấy đứa bé về sau, Bạch Tiểu Vũ liền theo Lưu Tử Tuấn, Lưu Tử Bình mấy người nhanh đi ra ngoài, dọc theo đường bên trên gặp phải vừa rồi mới từ nhà bọn hắn đi ra ăn cơm mấy người, đám người còn có chút không hiểu, nhưng nhìn Bạch Tiểu Vũ mấy người rõ ràng tăng tốc bước chân, liền biết nhất định là có chuyện gì. Cái này khiến một đám ăn uống no đủ không có chuyện gì làm bác quái phần tử cũng tranh thủ thời gian đi theo tiếng lên còn chưa tới nhà cũ sau lưng liền theo mênh mông cuồn cuộn một đám người dạng này bạch tiểu vũ cảm thấy bọn hắn không phải đi khuyên can mà là đi xem náo nhiệt mặc dù ở sâu trong nội tâm không phải không có ý nghĩ này xa xa còn chưa tới lưu gia cửa chính đã nhìn thấy tôn đại nương đang đứng tại lưu gia nhà cũ cửa chính lại là khóc lại là náo đứng bên người con gái nàng cũng chính là lưu tử phong thê tử tôn đoá nhi lưu tử phong trông thấy hai người thời điểm nhìn nhìn lại bên kia giằng co cũng không chính là nhà mình mẫu thân cùng Châu Nhi sao? Lập tức toàn bộ mặt đều tiêu nhiễu xuống, tâm lý hỏa khí còn chưa kịp phát ra ngoài đâu, bên này hai nhà người có náo bên trên, còn chưa tới bên người, liền có thể nghe thấy Tôn đại nương đang lớn tiếng khóc trống lấy, ta tốt bao nhiêu khuê nữ a, à? tại nhà cũng là ăn mặc chi phí bên nào không phải lên phân. Đến các ngươi lưu gia, ăn không ăn, uống không uống, chính là ở cái tân phòng cũng đều muốn cùng người ta đoạt, chúng ta đoạt không qua cũng coi như coi chúng ta là không may mình xuất tiền lợp nhà cũng muốn chiếm chúng ta a à, khi dễ người a à, khi dễ chúng ta đều là bên ngoài chuyển vào đến a à. ai u cái này còn để chúng ta thế nào sống a à, đều khi dễ đến nước này chúng ta nếu là chỉ như vậy một cái lão khuê nữ cũng có thể làm cho người bức cho chết không phải nhìn xem còn có đứa bé còn nhỏ còn ở lại chỗ này hoặc là làm gì a à. đều nhìn bọn ta tôn gia dễ khi dễ a à. đều là bạch nhãn lan a à bạch tiểu vũ miệng kéo ra nhìn xem tôn đại nương cái dạng này đột nhiên cảm giác được nhớ tới đã từng vừa mới tới thời điểm lưu trịnh thị có vẻ như cũng là đối lão gia tử dạng này khóc trống về sau chính là vương tẩu tử cũng không có tránh khỏi dạng này khóc trống quá hiện tại xem ra có vẻ như là nữ nhân đều sẽ một chiêu này a à. đám người nghe thấy tôn đại nương lời này hiển nhiên cũng là nghĩ đến chuyện hồi sáng này lập tức minh bạch ba phần buổi sáng thời điểm tôn đại nương nói lưu tử phong không ít lời khó nghe hơn nữa còn tuyên bố nói cái kia còn tại đang đắp phòng ở nếu là chuẩn bị cho tốt đến lúc đó cũng là họ tôn mà không phải họ lưu điểm này đơn giản chạm tới lưu trịnh thì uy hiếp đời này quan tâm nhất hai chuyện đơn giản chính là mình mấy đứa con cái cùng vinh hoa phú quý hiện tại tôn đại nương không riêng mắng lưu tử phong mà lên vẫn là làm sao khó nghe làm sao mắng làm sao không để lưu trịnh thì cảm thấy sinh khí còn có Tôn đại nương nói kia chuyện phòng ốc, có một chút không thể phủ nhận chính là tại lên nhà thời điểm. Khi Tôn gia đúng là chiếm đầu to, nhưng là cũng không thể nói bọn hắn Lưu gia một phân tiền không có ra a, à, mà lại ở trong đó mặc kệ là chân chạy vẫn là làm việc, cũng không đều là Lưu Tử Phong trước trước sau sau chạy trước sau. Sao có thể nói là nàng Tôn gia đây này, huống chi nếu là phòng ở xem như Tôn gia, ngủ ở đâu tại Tôn gia trong phòng Lưu Tử Phong đến lúc đó tính là cái gì? bọn hắn lưu gia còn chưa tới ở rễ tình trạng A, thế nào làm tới cuối cùng không giống như là bọn hắn có thêm một cái nối giỏi tông đường nàng dâu. Mà là người ta nhiều đứa con trai tốt đâu, càng nghĩ càng không thoải mái lưu trịnh thị, đang nghe những cái kia tam cô lục bà về sau, liền đối tôn đại nương phát tác, vừa vặn, tôn đại nương sang đây xem khuê nữ, hai người vừa mở miệng đều là miệng trong mang theo khí, đây còn không phải là lập tức liền bóp bên trên rồi chỉ thấy lưu trịnh thì nghe thấy tôn đại nương lúc này lời nói thời điểm cũng giận đối với tôn đại nương tại nhiều người như vậy bày trước mặt vạch trần những chuyện này chính là tại cho nàng khó xử thế là cũng đối với tôn đại nương kêu lên ngươi cũng đừng nói trang cùng cái gì thật sự cho rằng ngươi là cái gì hảo điểu đâu ta đều là một cái làng ai không biết ngươi là người ra sao a à? lúc trước thành thân trước đó liền tính toán lấy cái gì đâu nhìn nhà chúng ta không có gì tiền ghét bỏ chúng ta nghèo liền cả ngày hướng trên trấn chạy, nghĩ đến còn có thế tìm có tiền con rể, kết quả đây, cuối cùng gã cho ta nhóm lão tứ, người ta không biết, coi ngươi là thủ tính, ta còn có thế không biết, không phải liền là được tin tức, biết nhà chúng ta lão nhị muốn làm quan, lúc này mới đuổi tới nịnh bờ sao, ngươi kia tâm lý bẩn ta đều khinh thường nói, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta tại cái này ồn ào, thốt ra lời này, trước không đợi tôn đại nương nói chuyện, một bên tôn đoá nghi liền không làm, nói dễ nghe một chút lưu trịnh thị đây là cùng tôn đại nương khóe miệng, nói khó nghe chút, lời kia chính là tại bôi đen nàng không phải sao? mẹ, ngươi thế nào nói chuyện đâu? vì sao kêu nghĩ tại trên trấn tiền có tiền con rể a? À? trong nhà thời điểm ta liền đại môn không ra nhị môn không bước, hôm nay liền xem như có cái gì oán khí, ngươi cũng không thể nói như vậy a? À? ta cái này thành thân mặc dù không có mấy ngày, tự hỏi đối tử phong thế nhưng là không có gì nói, nương lời này của ngươi có phải là quá rồi? cũng không phải lưu trịnh thị lời này cũng không chính là tại người xấu nhà thanh danh sao bạch tiểu vũ lại một lần nữa vì lưu trịnh thị trí thông minh cảm thấy bất đắc dĩ lúc trước vì đuổi bọn hắn đi cảm thấy bạch tiểu vũ là cái ma bệnh cho nên nói xấu nàng trộm người nhưng là có thể lý giải ở chỗ lưu tử tuấn không phải con trai ruột của nàng làm như vậy có thể không có áp lực chút nào cũng không cần suy xét đến nam nhân vấn đề mặt mũi nhưng là hiện tại lưu tử phong nhưng vẫn là nàng con của mình hiện tại vẫn là trước mắt bao người, nàng thế mà liền có thể nói lời như vậy, hiển nhiên chính là không có trải qua suy nghĩ suy tính đến hậu quả lời nói. Quay đầu nhìn xem Lưu Tử Phong, quả nhiên, một mặt âm trầm dọa người, mấy người liền phải lôi kéo Lưu Trịnh Thị đi vào, đã thấy Lưu Trịnh Thị dãy dụa một chút, sau đó trừng mắt tôn đoá nhi kêu lên, lúc nào cũng có thế đến phi ngươi nói chuyện, ngươi còn xứng đáng lão tứ, ngươi đều làm cái gì chính ngươi không nói nói, cả ngày hết ăn lại nằm, ngay tại phòng mình bên trong ở lại gà mái ấp trứng cũng không thể giống ngươi thời gian dài như vậy cái gì công việc không làm một điểm nhà ai nàng dâu gả cho người chính là như vậy liền nhà các ngươi quý giá một cái hai cái đều không phải người tốt cũng công một tấm da người đồ vật chuyện này đúng là nhà của hiện tại tương đối nghiêm túc một vấn đề nguyên bản lưu gia việt nhà đều là tại trương thị cùng lưu bảo nhi trên thân lưu bảo nhi cùng bạch tiểu vũ phân gia về sau chỉ còn lại một cái trương thị thế là nguyên bản coi như nhẹ nhõm đại ni cùng nhị ni liền thành được hoan nghênh nhất sai sử nha đầu lại về sau trương thị một nhà dọn đi trong nhà nhiều một cái nàng dâu tôn đoá lão nhị lý thị lưu trịnh thị là không dám dùng gia hỏa này là làm gì cái gì không được lực phá hoại tương đối mạnh một nhân vật để nàng làm việc còn không bằng hủy tương đối tốt nhưng là tại lưu trịnh thị trong nhận thức biết nàng cùng châu nhi là quyết định không thể làm công việc kế chính là nàng làm cũng không thể để Châu Nhi động thủ. Thế là, mọi ánh mắt liền đặt ở tân nương tử Tôn Đoá Nhi trên thân, thế nhưng là rất hiển nhiên, Tôn Đoá Nhi trong nhà thời điểm, đó chính là một cái khác lưu Châu Nhi, mười ngón không dính nước mùa xuân người, sao có thể đón lấy ôm đồng tất cả việc nhà chức trách lớn đâu, thế là vì tránh né, hoặc là thói quen mà thôi, để nàng cả ngày trong phòng ở lại. Mà Lưu Trịnh Thị cùng Lưu Châu Nhi liền không thể không xuống bếp, làm việc nhà, cái này khiến lưu trịnh thị bởi vì là tôn đoá nhi là người mới cho nên ẩn nhẫn không ít thời gian hiện tại rốt cục bộc phát cũng không để ý đầu tuần vây đều là người đối tôn đoá nhi liền vạch trần nói tôn đoá nhi một mặt đỏ lên dù là da mặt nàng đủ dày lúc này cũng bị lưu trịnh thị nói có chút khó coi nhưng là hiển nhiên cái này tôn đoá nhi không giống như là không hiểu được cãi lại người hất ra lưu tử phong giữ chặt cánh tay của nàng liền đối với mọi người cười nói nói đại gia hỏa đều nghe một chút ta bà bà lời nói này chúng ta trong thôn ai không biết luận đạo sủng khuê nữ vậy ai có thế cùng ta bà bà so a à? lưu châu nhi niên kỹ nhưng cùng ta không sai biệt lắm nói ta không làm việc kia lưu châu nhi trong nhà đều làm gì rồi ta cùng tử phong hai người thời gian hai chúng ta quần áo ta cũng không có để ngươi động thủ một lần a à. nếu để cho chúng ta phân gia về sau ăn cơm cũng không cần đến các ngươi ta như thường cho thời gian trôi qua thật tốt nói ta không làm việc ngươi thế nào không nói ngươi đem nàng dâu làm con lừa sai sử a à? lão hai người quần áo đều ném cho con dâu tẩy cô em chồng quần áo ta còn phải bao lấy a à? nhị tẩu một nhà to to nhỏ nhỏ quần áo cũng cho ta ném qua đến ta cũng không giống như đại tẩu tính tính cốt bị ngươi ngược thời gian lâu như vậy các ngươi lưu gia trừ không đánh nàng dâu chuyện gì làm không được a à? đều là cha sinh mẹ dưỡng con cái nhà ai không phải người a à? liền bị ngươi đối xử như thế tôn đoá nghi càng nói càng kích động nói cuối cùng con mắt đều đỏ mà lại tràn đầy đồng cảm trương thị cũng là một mặt cô đơn cùng thương tâm nhìn đám người cũng không chính là tin hơn phân nữa lại nói lưu trịnh thị những chuyện kia mọi người cũng không phải không rõ ràng chẳng qua ngày bình thường lão gia tự chú trọng mặt mũi mà lại sự tình trong nhà đều che chặt chẽ nơi nào là bọn hắn có thể theo dõi đến cho nên đối với những chuyện này cũng không thể biết nhiều kỹ càng lúc này nghe thấy tôn đoá nhi nói ra từng cái lỗ tai đều dọc theo chỉ sợ mình nghe để lọc một chữ lưu trịnh thị trừng mắt nhìn xem chung quanh ánh mắt dù là nàng cái gì cũng không thèm để ý nhưng là lúc này cũng không khỏi biết lời nói này ra tới về sau bọn hắn sẽ bị người làm sao đàm luận ngẫm lại đều cảm thấy lên cơn giận dữ đổ tam giác trong mắt thiêu đốt hỏa diễm hận không thể đem trước mắt mẫu nữ hai người thiêu chết lưu trịnh thị người này có lẽ đầu não chẳng ra sao cả nhưng là đối với người khác chỉ trích Nàng lại luôn là có lý do để cho mình lẽ thẳng khí hùng đối người ta phản bác, cho nên, đối mặt trước mắt tiểu nhi nàng dâu, tự nhiên cũng không thể biểu hiện ra một điểm yếu thế, trên thực tế, nàng lúc này lửa giận đủ để cho phương viên mấy chục dặm người đều có thể cảm nhận được, ta Châu Nhi thế nào à nha. Một cái hai cái đều khi dễ chúng ta Châu Nhi, vậy ai nhà nàng dâu không làm việc, ngươi thế nào không đi ra hỏi thăm một chút, ngươi một cái chị dâu ngươi tìm Châu Nhi phiền phức ngươi có cái gì nói ngươi hướng về phía ta lão thái bà đến a à, ta châu nhi một cái khuê nữ liền bị ngươi như thế bố trí ngươi nghĩ sao thế gã tới không có mấy ngày ngươi liền cả ngày hô to nói lớn ngươi cái quái nhà tinh ngươi còn có mặt mũi nói người ta lưu trịnh thị nghiến răng nghiến lợi kiên quyết bảo hộ chính mình nữ nhi thanh danh cùng lợi ích lời này mới ra công đoá nhi cũng không thèm đếm xỉa đối đại gia hỏa cười lạnh nói đại gia hỏa đều là nghe thấy chúng ta cho lưu cái gia đây là mình muốn lột A. À. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lưu Trịnh Thị cùng Lưu Châu Nhi, khóe miệng dơ lên một vòng ý cười, để Lưu Trịnh Thị cùng Lưu Châu Nhi thậm chí là Lưu Tử Phong đều cảm giác được không ổn. Quả nhiên, một giây sau, chỉ nghe thấy Tôn Đoá Nhi lớn tiếng nói, đại gia hỏa không nói, thế nhưng là ai không biết, các ngươi Châu Nhi một cái quê nữ bên ngoài mấy cái liều đầu đâu, còn cả ngày nằm mơ nghĩ đến cả cho người ta người trong thành làm cái thiếu nải nải, cả ngày nịnh bợ người ta có tiền công tử ca liền đợi đến bò lên trên người ta tốt cái danh phận đâu kết quả đây tìm đến một cái không còn dùng được bị người đánh cho cùng đồ đần ai u ngươi lưu châu nhi còn đau lòng đúng không lúc ấy đau lòng còn hướng về phía cho ngươi ra mặt tam ca khóc lóc om sòm nhìn xem cùng cái ngọc nữ sau lưng đều là làm chút bẩn thiểu hoạt động vậy cũng không chính là bà bà ngươi giáo sao chúng ta cái thôn này đó là ai cũng không thể ra cái dạng này khuê nữ đang ở nhà bên trong làm cái bảo bối đánh cho cái gì chủ ý đại gia hỏa cũng không phải không biết nhà đúng còn có các ngươi nhà lưu lão nhị đối bên ngoài một cái hai cái lấy lòng nhìn xem phụ từ tử hiếu cùng người một nhà một cái dạng kết quả thâu thiên hoáng nhật sự tình nhưng cũng là ngươi lưu gia làm a à, khi lưu lão nhị tại trong huyện ô ô lưu tử phong che tôn đoá nghi miệng nắm kéo tôn đoá nhi liền hướng phía phòng bên trong đi sắc mặt tức giận liên tục xuất hiện tôn đoá nhi cực lực dãy dụa lấy lại thêm tôn đại nương ngăn cản rất nhanh lưu tử phong tay lỏng một chút lưu tử phong ngươi làm gì nhà các ngươi những phá sự kia cũng không phải ta tạo ra ngươi thế nào còn không cho nói mẫu thân ngươi cùng muội tử ngươi hôm nay cứ như vậy khi dễ chúng ta hai mẹ con ngươi cứ như vậy nhìn xem a à. ngươi có còn hay không là cái nam nhân rồi tôn đoá nhi một đầu chải chỉnh tề tóc bởi vì dãy dụa mà lộ ra lộn xộn lúc này như cái người điên hướng về phía Lưu Tử Phong chính là quyền đấm cướp đá. Lưu Tử Phong ngày bình thường tại nhà cũng là để cho nàng, cho nên tại Tôn Đoá Nhi ấn tượng bên trong, Lưu Tử Phong chính là cái mềm yếu dễ khi dễ, lại thêm lúc này trong lòng cũng là một cổ tà hỏa không phát ra được đi, đối Lưu Tử Phong kia là không lưu tình chút nào, có lẽ tại Tôn Đoá Nhi nhìn cái này không tính là cái gì, nhưng là vừa rồi kia lời nói, Tôn Đoá Nhi dạng này bại hoại Lưu Châu Nhi cùng Lưu Trịnh Thị, liền xem như những lời kia đều là thật nhưng là đó cũng là mẹ của hắn cùng muội tử đối đám người liền mất mặt cái triệt để từ càng sâu một chỗ nói toàn bộ lưu gia lưu lão gia tử thanh danh đều bị nàng những lời này bại phôi có thể nào không để lưu tử phong sinh khí cho nên bình thường đối với lưu tử phong đến nói không tính là gì khóc lóc ông sòng lúc này lại để hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt ba một cái bàn tay rút đến tôn đoá nhi trên mặt không có một tia lưu tình đợi đến tôn đoá nhi lại ngẩng đầu thời điểm trên mặt dấu năm ngón tay có thể thấy rõ ràng chung quanh bởi vì vừa rồi vạch trần những chuyện kia tạo thành bạo động bầu không khí lập tức tĩnh lặng đừng nói tôn đoá nhi cùng tôn đại nương sửng sốt chính là lưu trịnh thị cùng lưu châu nhi cũng sửng sốt chẳng qua kịp phản ứng về sau tôn đoá nhi cùng tôn đại nương là tức giận mà lưu trịnh thị cùng lưu châu nhi thì là cao hứng lưu tử phong con mẹ nó ngươi dám đánh ta khuê nữ ta cùng ngươi liều tôn đại nương tiến lên liền đi hướng lưu tử phong trên mặt bắc mà kịp phản ứng tôn đoá nhi cũng không chút nào yếu thế tiến lên lưu tử phong chính là lại hỗn đảng cũng không thể đối tôn đại nương ra tay độc ác không phải vừa rồi một cái tác kia chỉ là muốn tôn đoá nhi im ngay lúc này hai người phát hung ác lại thêm hắn muốn cố kỵ cái gì trong lúc nhất thời trên mặt bị bắt không ít vết thương cái này khiến lưu trịnh thị cùng lưu châu nhi cũng hận đến nghiến răng lập tức cũng gia nhập chiến trường đối tôn đại nương cùng tôn đoá nhi cũng là nơi nào đau hướng nơi nào bắt tình cảnh hỗn loạn thành một bầy. Lưu Tam Gia cùng Lưu Tần Thị đã sớm đi bên trong tìm Lưu Lão Gia Tử, thế nhưng là chậm chạp không gặp người ra tới, mà Lưu Tử Tuấn cũng chạy đi tìm Tôn Đại Thúc đi. Còn lại Bạch Tiểu Vũ cùng Trương Thị, hai lần xông đi vào muốn đem người kéo ra đều tai bay và gió bị người đá ra tới, tràn diện hỗn loạn trình độ thực sự không phải hai người có thể kéo ra, người chung quanh đều là biết Lưu Trịnh Thị cùng Tôn Đại Nương làm người, lúc này vậy mà không ai đi lên can ngăn. Cuối cùng, vẫn là Lý Chính mang theo nàng dâu còn có vương tẩu tử mấy người cùng một chỗ tới cho mấy cái đánh thành một đoàn người kéo ra. Tại mấy người bị kéo ra không lâu sau, bên kia lưu tử tuấn mang theo một mặt âm trầm tôn đại thúc rốt cục chạy tới. Lý Chính mấy người điều hòa một lúc sau, mấy người muốn ai về nhà nấy, đến cùng là có chuyện gì, bất chút thời gian để mấy người này yên lặng một chút về sau, lại bàn luận chính là, tôn đại thúc sắc mặt bình tĩnh đáp ứng, mà lưu tử phong cũng gật đầu, chuyện này liền xem như như thế đi qua có điều tôn đoá nhi cự tuyệt cùng lưu tử phong về nhà đồ vật cũng không có thu thập liền theo tôn đại nương trở về lưu tử phong đối với quyết định này của nàng liền nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng không nói gì thế là lý chính lời nói tỉnh táo một chút cũng tốt liền để tôn đoá nhi trở về tôn gia sau đó đám người tán đi lưu gia mấy người cũng đều trở về tự nhiên tiến vào trong cửa lớn còn có bạch tiểu vũ trương thị mấy người. Một trận nháo kịch như thế kết thúc, mà lưu lão gia tử, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Mấy người tiến viện tử về sau, lưu tử phong cũng không có nhìn người, quay đầu liền trở về mình sương phòng, sau đó vừa đóng cửa, ổ khóa vừa rơi xuống, cả người liền trong phòng không ra. Mấy người liếc nhau, trong lòng các loại ý nghĩ, bạch tiểu vũ nghĩ, lưu tử phong trong lòng không thuận, cố nhiên có tôn đoá nhi cùng tôn đại nương nguyên nhân, nhưng là cũng khó đảm bảo không phải khí lão gia tử, sự tình đều đến mức này, kết quả lão gia tử đều không hề lộ diện, tùy theo người trong nhà ở bên ngoài lại là đánh lại là mắng. Lần trước bị đối xử như thế người là Lưu Tử Tuấn, có lẽ lúc ấy hắn còn không có cảm giác được cái gì, nhưng là lần này người trong cuộc đổi thành hắn, tâm lý không có không được tự nhiên là không thể nào, Lưu Tử Tuấn vẫn chỉ là chất nhi, hắn nhưng là con ruột đâu, cho nên, nguyên bản lúc này hẳn là đối lão gia tử nói rõ ràng những cái này lưu tử phong lại là quay đầu liền đem mình nhốt tại phòng bên trong hiển nhiên không để ý đến ý của lão gia tử đây là tại cùng lão gia tử bực bội đâu chẳng qua hắn ngược lại là thanh tịnh thương hại bọn hắn những người này còn muốn vào xem một chút lão gia tử tình huống bên kia lão gia tử cùng lưu tần thị lưu tam gia đều ở bên trong đâu vén trèm lên đã nhìn thấy ba người chỗ ngồi rõ ràng đang nói chuyện Lão gia tử hài lòng nửa nằm tại trên giường, trong tay còn cầm thuốc lá sợi nuốt mây nhả khói. Thế nhưng là rõ ràng là nhìn xem không sai hình tượng, bầu không khí lại là kiềm chế kinh người, đều đi rồi. Lưu Tam gia trước mở miệng hỏi, Lưu Trịnh thị cùng Lưu Bảo nhi đều cúi đầu không nói gì, Lưu Tử Tuấn nhìn một chút, liền tranh thủ thời gian trả lời, "Ừm, người đều đi, Tôn đại thúc cùng Lý chính đều tới, lão tứ trở về phòng." Lưu Tam gia liền gật gật đầu lưu trịnh thị cho mấy người một ánh mắt ra hiệu mấy người thiếu mở miệng bạch tiểu vũ liền nhẹ nhàng gật đầu sau đó đều không nói gì mà bạch tiểu vũ cùng lưu tử tuấn mấy người bọn hắn lại là đứng ở nơi đó xử như cái trụ tử đồng dạng bạch tiểu vũ dự định nếu là tại lại không có người nói chuyện nàng liền lôi kéo lưu tử tuấn cùng trương thị rời đi cũng may lão gia tử cũng không có để bọn hắn chờ đợi chờ không bao lâu thời điểm chỉ nghe thấy thanh âm hắn nhẹ nhàng nói ra chuyện ra sao hiển nhiên lão gia tử chỉ biết hai nhà người ở bên ngoài náo lên còn không biết là bởi vì cái gì đâu cái này cũng có thể là hắn không có đi ra nguyên nhân đi dù sao hiểu rõ như vậy lưu trịnh thị cùng lưu bảo nhi rất có thể là người trong nhà sai lầm hắn như ra ngoài càng thêm không dễ thu thập lần này bạch tiểu vũ cùng trương thị bọn hắn không nói gì bởi vì những chuyện này không phải bọn hắn có thể xen vào mà lưu trịnh thị cùng lưu châu nhi thì là cúi đầu liếc nhau tự nhiên cái này chức trách lớn liền rơi vào lưu trịnh thị trên thân ở chung nhiều năm như vậy người khác có lẽ nhìn đoán không ra nhưng là lưu trịnh thị lại là biết rõ lúc này lão gia tử là thật giận thậm chí là trước đó những chuyện kia đều không chống đỡ được hiện tại nộ khí nàng không phải người ngu tự nhiên biết lão gia tử sinh khí chính là cái gì đã hơn một lần là tại cửa ra vào lưu tử tuấn bắt lấy nam nhân kia thời điểm liền đã trêu đến cả đám nhìn lưu gia trò cười nhưng là lúc kia cũng may các nàng nói là một trận hiểu lầm, mặc dù không hẳn vậy để người ta tin tưởng, nhưng là cũng may cũng coi là cảnh thái bình giả tạo, một tầng tấm màn che vẫn là lưu lại. Thế nhưng là lần này là bị nhi nữ thân gia cho vạch trần những chuyện kia, trừ lưu châu nhi nữ nhi này, càng làm cho con dâu đem toàn bộ lưu gia đều mắng đi vào, thật sự trần trụi dưới ánh mặt trời sự thật, để lão gia tử uy nghiêm cùng toàn bộ lưu gia mặt mạnh mẽ bị người quẳng xuống đất, sao có thể không để lão gia tử tức giận chứ cho nên khi dưới đối với không có tiếp được lão gia tử câu chuyện mấy người cắn răng hận một phen về sau lưu trịnh thị vẫn là không mở miệng không được giải thích nói chuyện hôm nay đương nhiên trải qua tô son trắc phấn lời nói hiển nhiên chính là hướng về nàng bởi vậy hy vọng đến dập tắt lão gia tử lửa giận thế nhưng là rất hiển nhiên lần này lão gia tử không phải dễ dụ như vậy lừa gạt nhất là còn tại nhà mình huynh đệ cùng nhi nữ đều ở tình huống dưới khốn nạn đều là khốn nạn lão gia tử liên thanh mang khí trống một tiếng, chấn người lỗ tai đau nhất. Lão gia tử một câu, khốn nạn, lập tức để nguyên bản ở bên ngoài còn la lối ông sòng Lưu Trịnh Thị cùng Lưu Châu Nhi đều yểu xìu. Ngươi nói một chút hai người các ngươi đều làm là chuyện gì? Người tôn gia là thân gia, liền vì một hai câu ngươi liền lên vội vàng đi kiếm chuyện, thế nào cứ như vậy có thế quấy nhiễu đâu. Còn nói người ta lão tứ nàng dâu là quấy nhà tinh, ta nhìn ngươi mới là quấy nhà tinh, ngươi tự mình ngó ngó nhà ai lão thái thái cả ngày nghĩ đến thế nào bố trí con dâu liền ngươi cả ngày nói nhau nhau cái không xong chuyện gì đều có thể rõ rệt ngươi chuyện gì ngươi đều đạp lên một chân còn nói người ta sao thế sao thế ta nhìn ngươi chính là ngươi nhất có nhiều việc còn có châu nhi ngươi nhìn một cái đều thành dạng gì rồi kêu oán cái gì a à, còn không đều là ngươi cho quen phải cái rắm lớn một chút công việc không làm cả ngày liền cùng những cái này không đứng đắn người làm cho cùng cái yêu tinh cả ngày bị người ở phía sau nói ta đều đi ở bên ngoài đều ngại mất mặt lão gia tử một hơi đại khí đều không mang thở đối hai người chính là đổ ập xuống một trận mắng làm cho lưu trịnh thị cùng lưu châu nhi đều sắc mặt đỏ bừng lời này nếu là những người khác nói cũng coi như chưa chắc hai người liền để ở trong lòng thế nhưng là lão gia tử thốt ra lời này không riêng gì đại biểu cho hắn đối với hai người thất vọng càng thêm cho thấy chuyện này kẻ cầm đầu chính là hai người nếu là tôn gia bên kia không buông tay cho dù hai bên cạnh đều có sai, nhưng là như nhà cũ muốn mặt mũi chu toàn sinh hoạt, nhất định phải làm ra rộng lượng một phương diện, cũng chính là đối tôn gia bên kia cúi đầu, thế nhưng là nếu là đối lấy tôn gia cúi đầu, đến lúc đó khó coi, chịu nổi oan này, tự nhiên kịp thời Lưu Trịnh Thị cùng Lưu Châu Nhi. Mặc dù những chuyện này đúng là hai người bọn họ gây ra, Bạch Tiểu Vũ lại cảm thấy, lão gia tử lần này nhìn như minh lý, chưa chắc không phải muốn mượn lưu tam gia cùng mấy người bọn hắn người ngoài lan rộng ra ngoài sau đó bảo toàn mình thanh danh phương pháp cứ như vậy hắn có thế tự mình hái được sạch sẽ làm lưu gia bề ngoài bảo trụ thanh danh tự nhiên là vãn hồi không ít cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt có điều ngay trước nhi nữ cùng huynh đệ mặt đem lưu trịnh thị như thế dừng lại thuyết giáo thế nhưng là để lưu trịnh thị mặt mũi đều ném xong a à, mà lưu tam gia cũng ý thức được đây là chuyện nhà của người ta lập tức đứng dậy đối lưu lão gia tử nói ra lão tam bên kia còn có việc liền mấy đứa bé ở nhà ta cũng không yên lòng ta vẫn là trở về xem một chút đi lão gia tử liền đứng dậy há to miệng dự định lưu lại hắn đã thấy lưu tử tuấn cũng cùng với có ánh mắt nói đã không có chuyện gì ta cùng nàng dâu cũng sẽ đi buổi chiều còn muốn đi trong thành còn có thu thập đâu lưu tử bình cũng tiếp lời nói chúng ta cũng phải trở về hỗ trợ đâu liền cùng đi đi lão gia tử lê lấy giày đưa mấy người ra cửa lúc này mới sắc mặt thật không tốt vào trong nhà đóng cửa hiện tại mới thật sự là tính sổ thời điểm tốt sau khi trở về mặc dù đối những cái này mấy người đều không có đàm luận nhưng là tâm lý cũng không dễ chịu chính là dù sao lại không thân cận kia toàn gia cũng là họ lưu không phải lưu tam gia nhìn xem mấy người liền nói được rồi hôm nay cái này sự tình ta cũng quản không được chẳng qua cái gì nhàn thoại Thế nào cũng không thể nói, có lời gì để người ta đi nói, các ngươi nghe một chút thì thôi, đừng hướng phía trên này suy nghĩ nhiều. Lưu tử tuấn liền lập tức gật đầu ứng với, trương thị cùng lưu trịnh thì các nàng tự nhiên cũng đáp ứng lại. Bạch tiểu vũ lại là cười một tiếng, lưu tam gia đây là còn không nghĩ tới vừa rồi lão gia tự nói những lời kia mục đích A. À. Tùy theo người ta suy đoán, đây còn không phải là tùy tiện đoán, lời đồng đại sẽ chỉ càng thêm thịnh hành, càng thêm khó nghe, không hợp thói thường lão gia tử nguyên bản định cảnh thái bình giả tạo bị lưu tam gia hảo ý phong tỏa về sau cũng không chính là thay đổi lão gia tử dự tính ban đầu sao, chẳng qua đã lão gia tử chú trọng thanh danh cũng nghĩ đến cái này phương thức tô son trắc phấn như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ là đặt cược tại lưu tam gia trên thân sau khi trở về cũng không có đối đại ni cùng bảo nhi mấy người bọn hắn giảng những cái này tùy tiện qua loa hai câu mấy người liền tranh thủ thời gian thu thập chuẩn bị đi huyện thành lúc này trở về, còn có thể làm chút bánh ngọt, sau đó ngày mai cửa hàng mở cửa. Bằng không, chỉ sợ đến mai lại muốn đóng cửa một ngày, Hải Hà vừa mới trên ghế phương Tây hoàng hôn thời gian, thu thập không ít thứ ba người liền chuẩn bị rời đi, vẫn như cũ là buổi sáng người phu xe kia, thật sớm liền tới, giúp đỡ đem lưu tần thị chuẩn bị món kho, trương thị chuẩn bị một chút phơi tốt đồ ăn làm. Hoa dại trà còn có mấy ngày trước đây trương gia người nhà mẹ đẻ đến thời điểm mang đại long tôm, đều cho đựng không ít, cuối cùng Lưu Tần Thị còn cho Lưu Bảo Nhi chuẩn bị một món lễ vật, nói là đính hôn lễ, một chuỗi xích kim vòng tay, thế nhưng là để Bảo Nhi cảm động một cái, tràn đầy đồ vật trở về, tràn đầy đi, bởi vì từ Lưu Gia nhà cũ trở về về sau, Lưu Tử Tuấn cùng Bạch Tiểu Vũ còn dọn dẹp một chút đi Lý Chính nhà cùng Vương Tẩu Tử trong nhà, cho nên, thời điểm ra đi Vương Tẩu Tử cùng Lý Chính nàng dâu đều tới đưa đoạn đường, để mấy người tâm lý rất là bình tĩnh. Sắc trời sẫm tối trước, ba người rốt cục chạy về nhà đối trong nhà ở còn không có bao nhiêu trời phòng ở bạch tiểu vũ trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác tóm lại nhẹ nhõm rất nhiều là làm nhưng hiển nhiên hai người khác cũng có cảm giác này đem đồ vật tháo xuống về sau hai người tê liệt trên ghế ngồi một mặt hài lòng bộ dáng bạch tiểu vũ liền cười nói đều là nhà mình thế nào trong nhà thời điểm không thấy hai người các ngươi cao hứng cái này đến huyện thành vẫn là người ta phòng ở đâu còn cao hứng như vậy lưu bảo nhi không có ý tứ cười cười mà lưu tử tuấn thì là nói ra chỗ này nhưng không có nhiều chuyện như vậy nghĩ đến liền khó chịu ai nàng dâu a à, miệng khắc quá a à, nhanh cho vi phu rót chút nước đến bạch tiểu vũ lường hắn một cái nhưng vẫn là thuận theo nói vâng tướng công nói liền đi nhà bếp bên trong lưu bảo nhi thì là ở phía sau lạc lạc cười thanh khách bằng tâm mà nói bạch tiểu vũ hầu hạ lưu tử tuấn thời điểm thật đúng là không nhiều một ngày ba bữa có bạch tiểu vũ thế nhưng là cũng có bảo nhi ở bên cạnh hỗ trợ điểm tâm trên cơ bản đều là lưu tử tuấn tại làm ban đêm lúc ngủ hai người đều là không sai biệt lắm cũng không có người nào hầu hạ ai phân chia mà buổi sáng một loại bạch tiểu vũ lên trễ hơn một chút nàng lên thời điểm lưu tử tuấn cũng đã thu thập xong mà lại quần áo bẩn thanh lý ra ngoài quét dọn gian phòng bình thường hắn đều sẽ làm chính là có lúc quần áo sẽ còn cầm tẩy đâu của đại nam tử đại nam nhân chủ nghĩa gần như rất khó ở trên người hắn tìm tới có lẽ nam nhân như vậy sẽ bị rất nhiều người cho rằng quá mức mềm nhưng là không thể phủ nhận là dạng này quan tâm nam tử lại là bất kỳ một cái nào nữ nhân không thể chống đỡ được nghỉ ngơi trong chốc lát lưu tử tuấn liền đi nhà bếp mặc dù vừa rồi nói là để bạch tiểu vũ lấy pha trà nhưng là biết nhà mình nàng dâu hôm nay bận rộn một ngày so với mình đều muốn mệt hắn tự nhiên không thể để cho bạch tiểu vũ tại lửa phía trước một mực ở lại thế nhưng là vừa tiến nhà bếp cổng lưu tử tuấn đã nhìn thấy bạch tiểu vũ che bụng một mặt đau khổ bộ dáng lập tức lưu tử tuấn kinh ngạc đến ngay người sau đó chính là tranh thủ thời gian tới ôm lấy bạch tiểu vũ hỏi thế nào rồi nàng dâu ngươi chỗ nào không thoải mái a à? bạch tiểu vũ nhìn một chút lưu tử tuấn nhíu thật chặt lông mày sau đó chậm rãi nói không có chuyện gì có thể là ăn xấu bụng đừng lo lắng ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu Tử Tuấn yên tâm không ít, chỉ coi là nàng dâu tiêu chảy, muốn đi nhà xí, thế nhưng là mới vừa vặn buông ra, nhìn xem bạch tiểu vũ lão đảo đi hai bước biết, thẳng tắp hướng phía dưới ngã xuống, Lưu Tử Tuấn con mắt liền trừng lớn, mau tới trước tiếp được nàng dâu, chính là hắn có ngốc cũng biết là lạ, tranh thủ thời gian gọi Bảo Nhi ra tới đi tìm đại phu. Một cái ôm ngang đem bạch tiểu vũ ôm bước nhanh phóng tới phòng bên trong trên giường, sau đó dùng chăn mền che phải nghiêm nghiêm thật thật, Nhìn xem nàng dâu trong mê ngủ vẫn như cũ đau khổ khuôn mặt, Lưu Tử Tuấn phản phất tâm đều sửa chữa lên. Tình huống này phản phất lại trở lại trước kia Bạch Tiểu Vũ vừa mới gả tới thời điểm, cũng là một mặt suy yếu, cả ngày nằm ở trên giường, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia huyết sắc, cả ngày sắc mặt âm trầm không biết cười, càng không biết nói chuyện, nhìn để người đồng tình. Nhưng là bây giờ Bạch Tiểu Vũ, để hắn càng thêm đau lòng, nếu là không có trước đó sinh hoạt cùng tình cảm lời nói, có lẽ còn có thế nhẹ nhõm ứng đối việc này tình trạng, thế nhưng là ba người chung đụng thời gian, Bạch Tiểu Vũ đã không phải là trách nhiệm của hắn, không phải hắn nhất định phải gánh vác thê tử, mà là một cái người yêu, một cái cùng mình cùng qua một đời người, để ở trong lòng che chở người A. Lưu Tử Tuấn gần như không dám tưởng tượng, nếu là người trước mắt trời đi mình, nhân sinh sẽ biến thành thế nào, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày bằng một năm cảm giác để hắn hận không thể chữ mẹ chỉ hận kém chút muốn đem Bạch Tiểu Vũ ôm lấy ra ngoài được rồi. Lại nói Lưu Bảo Nhi trông thấy Bạch Tiểu Vũ dáng vẻ cũng là bị dọa mộng, nghe thấy Lưu Tử Tuấn để nàng đi tìm đại phu, lúc này mới tranh thủ thời gian vung ra chân liền ra ngoài. Thế nhưng là sau khi ra ngoài lại ngốc, đây rốt cuộc nơi nào là tiệm thuốc, nơi nào có đại phu đâu. Vội vàng sao động nàng cũng là rồng rã choán một hồi lâu, mới nhớ tới Diêu Thanh một nhà liền ở tại Dược Thánh Đường, nơi đó liền có đại phu. Nghĩ thông suốt nàng lúc này mới hướng phía dược thánh đường chạy tới, cũng may dược thánh đường cách không xa, mà lại người ở bên trong cũng có nhận biết cái này cả ngày đi theo trưởng quỷ phu nhân đi ra tiểu nữ hài, cho nên đối nàng trực tiếp xông vào hành vi làm như không thấy. Diêu Tẩu Tử vừa nghe nói Bạch Tiểu Vũ ngất đi, lập tức biến sắc, khẩn trương mang theo tại dược thánh đường mấy cái đại phu đều đi qua. Diêu Thanh không ở nhà, mấy cái đại phu tự nhiên là nghe Diêu Tẩu Tử phân phó, trông thấy nàng lập tức đem dược thánh đường đại phu mang đi mấy cái lập tức nghĩ đến có phải là cái kia quan to hiển quý trong nhà chẳng qua lại nhìn xem trước cửa này cũng không có cái gì cổ kiệu a nhà nào nhà có tiền để người tới sẽ không làm cái cổ kiệu tới từng cái sắc mặt nghi ngờ đều nhìn phía trước bước nhanh đi hai người bỗng nhiên trong lòng mơ hồ có chút suy đoán đợi đến lưu tử tuấn trong nhà trông thấy hai người trực tiếp xông vào không cần người mở cửa mà lại nằm trên giường nữ tử lúc mấy cái đại phu nháy mắt sáng tỏ thế nhưng là cũng cảm thấy có chút vừa bực mình vừa buồn cười nhiều như vậy đại phu tùy tiện lấy ra một cái hai cái đều không phải bình thường nhỏ đại phu có thể so sánh với hiện tại thế mà để bọn hắn những người này đều tới chính là vì cho một cái tiểu phụ nhân chữa bệnh buồn cười thì là nhìn xem những người này từng cái khẩn trương bộ dáng còn tưởng rằng cái này tiểu phụ nhân thật sự là đến bệnh nguy kịch tình trạng đâu thế nhưng là những cái này có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng đại phu chỉ cần một chút liền có thể thấy được cái này căn bản không phải cái gì bệnh nghiêm trọng chứng xuất ra đầu tiên tuy nói trung y giảng cứu vọng văn vấn thiết chẳng qua chỉ là nhìn xem thật đúng là nhìn đoán không ra sự thật nhưng là chí ít trong lòng bọn họ có hoài nghi cơ bản phương hướng cho nên làm dư tẩu tử nói muốn để người tiến lên chữa trị thời điểm mấy người đều rất tự giác tránh ra đề cử ra một người ra tới lúc này là cái nhỏ gầy khô quắt tiểu lão đầu dúng gió trên da mặt nhưng lại có một đôi ngưng tụ trí tuệ con mắt thanh minh thấu triệt chỉ thấy lão giả ngồi tại lưu tử tuấn nhường lại trên ghế lưu tử tuấn cực kỳ có kinh nghiệm đem bạch tiểu vũ cánh tay từ trong chăn lấy ra sau đó ra hiệu lão giả đây là trước đó vừa thành thân thời điểm lưu tử tuấn làm quá nhiều lần động tác lão giả nhìn hắn một cái sau đó liền đem ba ngón khoác lên bạch tiểu vũ trên cổ tay con mắt có chút nhắm lại Lưu Tử Tuấn cùng Lưu Bảo Nhi cùng Diêu Tẩu Tử đều khẩn trương ở một bên nhìn xem, chỉ sợ lão giả nói ra cái gì muốn mạng lời nói tới. Trên thực tế, Lưu Tử Tuấn trong lòng cũng là rất lo lắng, Bạch Tiểu Vũ tại nhà mẹ đẻ vẫn là cái nhỏ khuê nữ thời điểm liền truyền tới, nói là thân thể không tốt, cả ngày là ba ngày một bệnh nhẹ, năm ngày một bệnh nặng, cả ngày đều là trên giường. Lưu Tử Tuấn lần thứ nhất tại trong miếu đổ nát nhìn thấy nàng thời điểm, cũng là một mặt tái nhợt ốm yếu bộ dáng nhưng là từ khi trước một giai đoạn không hiểu thấu tốt lên về sau, hắn một mực đều đem vấn đề này lựa chọn tính lãng quên, trong lòng không muốn nàng dâu biến thành ốm yếu dáng vẻ, tự nhiên cũng rất nhu nhược không có đi nghĩ sâu vì cái gì Bạch Tiểu Vũ không hiểu thấu liền khá hơn, hơn nữa còn phản phất là mỗi ngày đều có dùng không hết tinh lực đồng dạng, một hồi tại trên trấn bày hàng, một hồi tại trong huyện mở tiệm tử, lúc này nhìn xem nàng dâu cái dạng này. Những cái kia tìm ẩn ý nghĩ lần lượt xuất hiện hữu thực tư tưởng của hắn, Hỗn tạp để hắn gần như muốn sụp đổ, lúc này chỉ có thể khẩn cầu đại phu, có thể để hắn không đến mức quá lo lắng. Hắn thật không thích nàng dâu nằm ở trên giường dáng vẻ không phải ghét bỏ, mà là thích nàng khỏe mạnh bộ dáng, mỉm cười bộ dáng. Chỉ thế thôi, có điều, lão giả ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, bắt mạch về sau, liền đứng dậy ra ngoài, sau đó ra hiệu mấy người đều ra ngoài, tránh khỏi đến lúc đó bọn hắn nhiễu bệnh nhân thanh tĩnh, dù là trong lòng lại vội vàng sao động lưu tử tuấn cũng đem bạch tiểu vũ cánh tay trả về dịch một chút chăn mền lúc này mới cuối cùng quay người ra ngoài đại phu vợ ta thế nào a à? vừa ra tới lưu tử tuấn cũng không để ý niệm cái gì nhất thời bắt lấy vừa rồi chẩn bệnh lão giả bàn tay vội vàng hỏi lão giả sờ sờ trên cầm không có mấy sợi sợi râu tách ra cái thứ nhất nụ cười dúng gió da mặt cười đến như cái hoa cúc giống như đối với lưu tử tuấn nói chúc mừng chúc mừng a à tôn phu nhân đây là có tin mừng cái gì có tin mừng rồi có tin mừng cái khác mấy cái đại phu lộ ra một bộ quả nhiên là vẻ mặt như thế lưu bảo nhi cùng diêu tẩu tử một mặt cao hứng mà đương sự nhân chi một lưu tử tuấn lại là nhất thời ngốc dứt khoát mấy cái thầy thuốc đều là gặp qua muôn hình muôn vẻ người đối với lưu tử tuấn phản ứng cũng coi là xem ở trong lòng cũng không có chế giễu cái gì mà lưu tử tuấn thì là ngốc trong chốc lát lúc này mới trên miệng dương một mặt nụ cười liền toàn bộ trong mắt đều mang cười nhìn xem lưu tử tuấn chậm tới lão giả kia mới phân phó nói tuy nói là việc vui chẳng qua vợ ngươi thân thể quá yếu các ngươi đây cũng là thứ nhất thai nếu là không hảo hảo che chở sẽ xảy ra chuyện ta nhìn nàng hôm nay chính là quá mệt mỏi gần đây cũng không có nghỉ ngơi tốt quay đầu ta mở một chút đơn thuốc trước ổn định một chút các ngươi bình thường cũng chú ý đến cho bồi bổ chẳng qua cũng không thể đại bổ phải từ từ tới còn có chính là đừng mệt mỏi cũng đừng để nàng sinh khí cái khác cũng liền không có gì lưu tử tuấn nghe xong lập tức khẩn trương đối với lão giả nói tạ sau đó nhìn lão giả viết đơn thuốc còn thích hợp hỏi một chút ăn uống cùng thói quen sinh hoạt bên trên cần thiết phải chú ý địa phương để lão giả không khỏi cười nhìn lưu tử tuấn thật nhiều lần diêu tẩu tử cũng là một mặt cao hứng chẳng qua sau đó nghĩ đến dược thánh đường đều không có ngồi xem bệnh đại phu lại bận bịu đối mấy cái đại phu xin lỗi sau đó đưa đại phu đi ra ngoài trở về trước khi đi lưu tử tuấn bao tiền xem bệnh cho lão giả lão giả lại không thu mà diêu tẩu tử cũng nói tính tại trương mục của nàng chẳng qua lưu tử tuấn tâm tình cao hứng nhưng là còn chưa tới ngốc tình trạng cuối cùng vẫn là đem tiền xem bệnh trao về sau lưu bảo nhi đi theo đại phu trở về cầm đại phu mở thuốc bổ mà lưu tử tuấn thì là trở về phòng đi xem nàng dâu lúc này bạch tiểu vũ đã tỉnh nhưng là bụng vẫn là không thoải mái, chẳng qua so với trước đó đã đã khá nhiều. nàng dâu, ngươi tỉnh rồi. Lưu Tử Tuấn liền kinh hỉ mà hỏi, Bạch Tiểu Vũ miễn cười, từng, ta đều nghe thấy. Lưu Tử Tuấn ngốc ngốc cười một tiếng, mạnh mẽ gật đầu, nàng dâu, chúng ta có hài tử. nhìn xem Lưu Tử Tuấn bộ kia ngốc bộ dáng, Bạch Tiểu Vũ cố ý treo gẹo nói, đúng vậy a, à, tiểu gia hỏa này nhưng rốt cuộc đến, nếu là lại không đến a. À, thế nhưng là ưu hoài ngươi nói không chừng lúc nào còn có thể đem ta một chân đá đây nàng dâu nói cái gì ngốc lời nói đâu lưu tử tuấn liền tranh thủ thời gian tiếp lời nói mặc dù biết bạch tiểu vũ chính là nói đùa nhưng vẫn là không cầm được đối bạch tiểu vũ nói đứa nhỏ này lúc nào đến không đều là giống nhau sao ta không có bức ngươi chính là chậm thêm hai năm cũng không quan trọng thật bạch tiểu vũ mặc dù trên mặt cười cười lại là ở trong lòng thầm nghĩ muộn hai năm chính là muộn một năm chỉ sợ lưu tam gia đều sẽ càng ngày càng nhìn nàng không vừa mắt mặc dù nối giỏi tông đường là thời đại này trách nhiệm của nam nhân thế nhưng là cũng không thể mỗi lần trông thấy lưu tử tuấn cứ như vậy mấy câu a à. dựa theo lẽ thường đến nói bọn hắn động phòng thời gian cũng chỉ hơn hai tháng chính là thành thân cũng liền hơn ba tháng mà thôi còn chưa tới nửa năm đâu cái này lưu tam gia liền cả ngày gấp cùng cái gì giống như hiện tại tốt có đứa bé xem như để lão nhân gia cao hứng đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy bạch tiểu vũ lại không thể không thừa nhận chính nàng thật nhiều chờ mong cái này tiểu sinh mệnh đến nhìn qua lưu da nhỏ quay quay cùng diêu tiểu bảo về sau sao có thể không thích hài tử đâu mà lại khả năng càng là cuộc sống bình thường càng thích náo nhiệt lại tới đây ba tháng quan niệm của nàng liền thay đổi không ít nếu là kiếp trước không nói là bên người có hay không nam nhân liền xem như có hài tử đoán chừng nàng đều sẽ suy xét thật lâu đứa bé này muốn hay không chẳng qua bây giờ lại hầu như không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì trước mắt người này chính là nàng nhận định người, bảo bối này cũng là nàng chờ mong thật lâu, căn bản không có muốn hay không khái niệm, càng nhiều hơn chính là đối tương lai có tiểu oa nhi này sinh hoạt tưởng tượng, có cái này bé con về sau trong nhà lại biến thành bộ dáng gì, sẽ mang đến bao nhiêu vui sướng, là nữ hài vẫn là nam hài, là chắc nịch vẫn là văn tĩnh, tâm lý tràn đầy đều là chờ mong cùng vui sướng bạch tiểu vũ mang trên mặt hạnh phúc ý cười ánh mắt không tiêu cự trên mặt nhu hòa lại là mang theo chậm rãi tia sáng để lưu tử tuấn nhìn trận cả mắt lên lẳng lặng, lặng tiến lên ôm lấy bạch tiểu vũ nàng cũng thuận thế tựa ở lưu tử tuấn trên bờ vai một trận bầu không khí trời nắng bởi vì lão đại phu mấy câu bạch tiểu vũ triệt để bị bảo vệ lưu tử tuấn nhìn xem nàng không để xuống đất sự tình trong nhà liền rơi vào lưu tử tuấn cùng lưu bảo nhi trên đầu sáng sớm ngày thứ hai uống một chút ổn định thai nhi dược vật về sau, Bạch Tiểu Vũ cảm giác mình trạng thái rất tốt, lại xuống bếp làm một chút bánh ngọt điểm tâm ngọt, tranh thủ hôm nay tối nay còn có thể mở rộng cửa, kết quả còn không có làm được một nửa thời điểm, đi tìm người cho nhà mang hộ tinh Lưu Tử Tuấn liền trở lại, Lưu Bảo Nhi thì là thừa dịp thời gian vừa vặn đi trên đường mua một chút tươi mới món ăn, này mới khiến nàng có thời gian làm bánh gato, có thể nghĩ làm lưu tử tuấn nhìn thấy vốn cho là còn nằm ở trên giường bạch tiểu vũ lại xuất hiện tại nhà bếp bên trong làm bánh ngọt thời điểm trong lòng cỡ nào sợ hãi lập tức cái gì cũng không nói lời nào liền ôm lấy bạch tiểu vũ vào nhà cái nồi bên trong những cái kia bánh ngọt liền không ai quản quấy rầy đòi hỏi hồi lâu lại thêm tới diêu tẩu tử thuyết phục cuối cùng lưu tử tuấn mới miễn cưỡng đáp ứng bạch tiểu vũ đem cửa hàng duy trì lấy mở ra chẳng qua mỗi ngày cung ứng bánh ngọt cái gì đều muốn giảm phân nữa mà đối với một chút bên ngoài định buổi sáng cần đưa qua bánh ngọt, cùng còn muốn định, đều định lượng lấy tới. Như thế, trở về ngày thứ hai, lưu hương cửa hàng lại mở, mà lại có thể là vật hiếm thì quý nguyên nhân, bởi vì dạng này, bánh ngọt mua tốt hơn, gần như mỗi ngày vừa mở cửa. Liền rất nhanh bị người mua hết, sau đó liền có thể đóng cửa, trước sau liền 10 giờ sáng nhiều cái kia thời gian điểm, chưa tới giữa trưa cơm thời điểm liền có thể về nhà để một đám cửa hàng không ngừng ao ước a. À. Cùng lúc đó, huyện nha mới chiêu những người kia danh sách công bố. Lần này huyện nha nhận người tổng cộng 18 người, tại lần trước cuộc thi người bên trong dựa theo thành tích sắp xếp chọn 15 người, mà ba người khác đây là nơi đó có ảnh hưởng thân hào nông thôn nhà giàu nhóm đề cử ra tới nhân vật, những cái này thân hào nông thôn nhà giàu, nếu không phải là có thân thích tại triều đình chỗ nào làm quan, nếu không phải là nhân mạch ảnh hưởng rất xa. Huyện nha làm như thế cũng đơn giản chính là mua chút thể diện mà thôi phải biết những người này nếu là ở sau lưng cho huyện nha người làm khó dễ đến lúc đó huyện thái gia cùng huyện thừa kia cũng là chịu không nổi cái gọi là huyền quang bất như hiện quản những cái này huyện thái gia hiếm có tại một chỗ nhậm chức thật lâu đều sẽ thay phiên nhưng là dạo chơi một thời gian cũng không ngắn chính là lần này huyện thái gia ở chỗ này nhậm chức cũng không có mấy năm đối với các phương diện điều hòa tất nhiên là còn chưa tới hoàn mỹ tình trạng lúc này cách làm như vậy đơn giản chính là cho người ta bán cái mặt mũi mà thôi đương nhiên đây có phải hay không là phía trên phủ thành ngự hạ chi đạo liền không được biết tại những cái này trên danh sách thình lình viết lưu tử thánh danh tự danh tự không phải viết tại phía trước nhất cũng không phải chức quan cao nhất càng không phải là thân cận nhất huyện thái gia cùng một chút cao tầng nhưng lại là chất béo nhiều nhất quyền lợi lớn nhất hình ngục mặc dù phía trên quảng hình ngục người nhưng là kia dù sao không phải chủ quản cũng không phải thân thiết nhất, trừ hạ đạt một chút lớn mệnh lệnh, cái khác còn không phải tùy tiện giày vò. nhà ai không hy vọng nhà mình phạm tội người tại trong lao có thế qua tốt một chút a, à, qua tốt một chút liền cần chuẩn bị, mà kia chuẩn bị đến cùng tiếng ai túi, liền không cần nói cũng biết. cho nên nói, đây là nhất là vớt chất béo việc cần làm vẫn là rất bị người ghi nhớ lấy. lúc này trông thấy lưu tử khánh danh tự xuất hiện ở phía trên, không ít người đều đang hỏi thăm lưu tử khánh đến cùng là ai. Cùng huyện thái gia có quan hệ gì? Vẫn là từ phủ thành trực tiếp xuống đây này, trong lúc nhất thời, ở vào bố cáo phía trước nhìn những cái kia thi rất tú tài, nghị luận ầm ĩ. Bạch Tiểu Vũ trong nhận thức biết, vô luận lưu tử thánh xảy ra chuyện gì, cuối cùng đến cùng là thành thần thành Phật, có tiền hay không, có phải là quan, đối với bọn hắn đến nói, không có bao nhiêu khác nhau, chẳng qua vì nhiều nhất chính là chú ý nhiều hơn một chút mà thôi, chẳng qua hiển nhiên tất cả mọi người không cho là như vậy quan phủ bố cáo gián đi ra chưa mấy ngày, Lưu Tử Khánh ngay tại trong thành đặt mua một chỗ phòng ở, chẳng qua ngược lại là không có đem Lưu Trịnh Thị cùng Lưu Lão Gia Tử nhận lấy, mà là nhị phòng mấy đứa bé, tăng thêm Lý Thị cùng Lưu Châu Nhi nhận lấy. Bạch Tiểu Vũ đối với lúc này, ý nghĩ cũng không ngoài còn là hiện tại hắn trong tay không có tiền mà thôi, chẳng qua muốn từ nhà bọn hắn trong tay tiền kia, kia là không thể nào. Bạch Tiểu Vũ mang thai tin tức còn không có truyền trở về đâu, Lưu Tam gia liền mang theo người một nhà đến nhà đồng hành, còn có Trương thị cùng Đại Ni. Lưu Tử Tuấn ba người còn tưởng rằng là bởi vì biết Bạch Tiểu Vũ sự tình, đang muốn cảm thán Lưu Tam gia tin tức nhanh chóng thời điểm, Lưu Tam gia lại là nói ra, Tử Thánh nói là để ăn mừng, bố trí tiệc rượu, để chúng ta cùng một chỗ tới ăn bữa cơm, ta suy nghĩ rất lâu không có tiếng trong huyện, vừa vặn mang theo Tử Trận cùng quay quay tới mở mang kiến thức một chút, cho nên liền một nhà đều đến, tới chính là hỏi một chút các ngươi còn cho hạ lễ không?" Bạch Tiểu Vũ nhíu mày, "Lưu Tử Khánh nếu là muốn lễ, trong nhà thời điểm người trong thôn nhiều, biết hắn dọn nhà chúc mừng, trong nhà đãi khách không phải nhận được càng nhiều sao? Vì cái gì tại trong huyện thành lo liệu tiệc trụ, hơn nữa còn chuyên môn để người trong nhà đi qua, sẽ không là có âm mưu gì a?" À? Trong tiềm thức, Bạch Tiểu Vũ luôn luôn cảm thấy người này làm chuyện gì đều là có mục đích, chẳng qua nghĩ nghĩ, cuối cùng Bạch Tiểu Vũ nhìn Lưu Tử Tuấn một chút, kia là huynh đệ của hắn hạ lễ không hạ lễ đều là có cũng được mà không có cũng không sao không có bao nhiêu khác nhau cho nên lúc này vẫn là để lưu tử tuấn làm chủ đi lưu tử tuấn nháy mắt minh bạch bạch tiểu vũ ý tứ cũng không nói có đúng hay không muốn hạ lễ lại hỏi lưu tam gia tam thúc các ngươi cũng phải hạ lễ sao lưu tam gia liền nói ngươi không thể cùng ta so các ngươi đều là cháu của ta ngươi dọn nhà ta hạ lễ hắn lưu tử khánh dọn nhà tự nhiên cũng là muốn chuẩn bị một phần không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi, ngươi không giống ta, nếu nói trước kia, các ngươi không hạ lễ không thể nào nói nổi, thế nhưng là nếu là lúc trước, các ngươi đều là một nhà, cũng không có phân gia, lễ kia là căn bản không cần đến. Ngay tại lúc này đi, ta đều là người biết chuyện, biết hắn cái kia tên tuổi đến cùng nên ai, nếu là hạ lễ là đánh đại ca ngươi mặt, thế nhưng là nếu nói không có lễ a, à, đại ca ngươi bọn hắn cũng chuẩn bị, cho nên nói, chuyện này đi, vẫn là xem chính ngươi lão gia tử trước đây đã sớm cho lưu tử tuấn suy xét tốt lắm lúc này nói chuyện tự nhiên thông thuận liền đem mình ý nghĩ nói ra mà lưu tần thị cũng ôm lấy nhỏ quay quay gật đầu nói đúng vậy mà lại người ta cũng không nhất định ngay tại hồ ngươi phần này nói không chừng hôm nay đến cùng là có chuyện gì đâu dù sao chúng ta đây đều là trưởng bối chúng ta không có gì dễ nói ngươi không giống ngươi nếu là muốn cùng bọn hắn ở cách xa xa chính là đoạn mất đạo cũng không ai nói cái gì lưu tam gia nhướng mày nghe thấy lời này lập tức quát lớn nói gì thế cái gì đoạn đạo a à? người một nhà lại có cái thân sơ xa gần vậy cũng không thể nói đoạn đạo a à. lưu tần thị hừ lạnh một tiếng không cảm thấy mình nói sai cuối cùng trương thị cũng nói là nên hạ lễ liền hạ lễ nàng cùng đại ca biết tâm ý của bọn hắn liền tốt chủ yếu là lưu tử khánh là cái người ra sao mọi người đều biết bên ngoài công phu vẫn là muốn làm ai có thể đáng giá cả ngày cùng cái tiểu nhân cùng chết lưu tử tuấn vì lưu tử bình không đáng nhưng là loại này cầu đường không cửa thời điểm bọn hắn không có lưu tử tuấn trong tay thẻ đánh bạc lớn có thể làm gì đâu cũng may lưu tử bình không tới cổ hủ tình trạng cũng sẽ không xem thường thương nhân cuối cùng lựa chọn đang nghe theo nhạc phụ dự định còn tính là có thể cứu cuối cùng lưu tử tuấn dự định tiếp theo phần lễ chính là tùy ý dùng màu đỏ vải vóc bao ba thước thước đầu đúng quy đúng cũ không tính dày cũng không tính là mỏng nhìn ra được không có nịnh bợ cũng không tính keo kiệt là được. Có điều, lễ vật này là muốn Lưu Tam Gia dẫn đi, lúc buổi tối Lưu Tử Tuấn muốn đi tử lâu, mà Bạch Tiểu Vũ mặc dù không cần vội vàng trong tiệm sự tình, nhưng là Lưu Tử Tuấn cũng không yên lòng nàng ra ngoài, dù sao bây giờ còn đang uống vào ổn định thai nhi thuốc đâu, sao có thể tùy tiện liền ra ngoài đây, mà lên gặp phải những người kia, không cần nghĩ liền biết đến lúc đó khẳng định là khí tức không thuận, lại khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, làm sao bây giờ mà Bảo Nhi một cái nhỏ khuê nữ, vẫn là cái không có xuất giá, sao có thể đại biểu người trong nhà ra ngoài đâu. Hơn nữa còn là Lưu Tử Khánh như thế trông thấy nữ hài liền nghĩ đến đổi tiền đồ vật, cuối cùng ba người chỉ có thể để Lưu Tam Gia bọn hắn hỗ trợ mang theo đi. Lưu Tam Gia mấy người vừa nghe nói Bạch Tiểu Vũ mang thai, nhất thời mấy người ánh mắt nóng rác chuyển hướng Bạch Tiểu Vũ bụng, ánh mắt kia hận không thể đem bên trong vật nhỏ trừng ra ngoài đồng dạng. Sau đó, lưu tần thị cùng trương thị liền lôi kéo bạch tiểu vũ đi phòng trong bắt đầu truyền thụ làm thế nào tốt một cái phụ nữ mang thai những thứ đó phải ăn nhiều những thứ đó không thể đụng vào để bạch tiểu vũ lập tức cảm thấy tâm lý ấm áp kiếp trước phụ mẫu thời gian rất sớm liền rời đi đối với nữ tử một vài thứ nàng hiểu được thật đúng là nhiều ít lần đầu tiên tới kinh nguyệt thời điểm đều dọa đến muốn chết cho là mình được tật bệnh gì mà lại cũng là bởi vì không thèm để ý những cái này tại mỗi tháng kỳ kinh nguyệt thời điểm cũng từ hai không ăn kiêng cuối cùng làm cho không riêng mỗi tháng mấy ngày nay rất khó nhịn hơn nữa còn rất không bình thường có lúc một năm nửa năm cũng không tới chẳng qua bây giờ cái thân thể này mặc dù suy yếu nhưng là phương diện này vẫn là rất bình thường kỳ thật đối với những cái kia từ đại phu nơi đó lấy ra dược vật bạch tiểu vũ thực tình cảm thấy không cần uống thậm chí còn không bằng uống trong tay những cái kia nước linh tuyền có tác dụng đâu chỉ là như vậy cũng không dám đối lưu tử tuấn bọn hắn nói bị người xem như quái vật liền không tốt ba người trong phòng càng nói càng vui vẻ lưu tam gia cũng thật cao hứng ở bên ngoài cùng với lưu tử tuấn nói chuyện nói một đống chú ý hạng một cái gì cuối cùng còn cảm thán nói các ngươi thời gian này là thật quá lên a à. nhớ ngày đó vừa phân gia thời điểm ta khi đó một ngàn cái không nguyện ý một vạn cái lo lắng thế nhưng là có thế làm sao xử lý đều biết ngươi cùng bảo nhi tại nhị ca trong nhà qua không thoải mái lúc ấy ta còn muốn lấy gấp gáp như vậy phân gia là không phải là bởi vì vợ ngươi thế nào liền như vậy vội vã đâu lúc bắt đầu ta còn oán quá về sau nhìn xem thưởng thức vợ ngươi người này a à, ta là cưới đúng rồi cũng đúng ha ha có lẽ là đại ca cùng đại tẩu lúc nhỏ liền nhìn ra đứa nhỏ này không sai hiện tại thời gian trôi qua tốt cái gì đều tốt chờ thêm hai năm bảo nhi cũng xuất giá các ngươi cũng nhẹ nhõm không ít trái phải hiện tại cũng làm rất tốt ngươi tại trong tửu lâu việc cần làm làm xong lại đem cái kia cửa hàng quản tốt về sau nhiều kiếm hai tiền chờ còn tại lớn cũng làm cho hài tử đi học đi lưu tử tuấn biết lưu tam gia cứ việc đối tại kinh thương không có cái gì tiện nghiệp ý nghĩ nhưng là không thể phủ nhận là hắn đối với hoạn lộ vẫn rất có mong đợi ví dụ như hắn xưa nay không giáo lưu tử trận nấu cơm làm đồ ăn cũng không có muốn đứa con trai này đem sự nghiệp của hắn phát triển lớn mạnh ý nghĩ một lòng đem nhi tử đẩy hướng học đường, chính là muốn hắn kiếm lấy công danh trở về, tự nhiên, nhà bọn hắn cũng có điều kiện này, mà cũng chính bởi vì lưu tử thánh thân phận tú tài, mới khiến cho hắn cho dù là cảm thấy lưu tử thánh ở mức độ rất lớn bên trên làm không đúng, thế nhưng là hôm nay vẫn là chừa cho hắn mặt mũi tới, nếu là những người khác, không nói là trở mặt, nhưng là rất có thể tự như lưu tử tuấn cách làm đồng dạng, đem đồ vật tiện thể tới, người liền không đến, đối với lưu tam gia quy hoạch lưu tử tuấn chỉ có thể cảm nhận được tràn đầy chờ mong cùng cảm động cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu phòng bên trong mấy người nói chuyện phiếm về sau không biết là không yên lòng vẫn cảm thấy mới lạ cái gì đối với hài tử chủ đề trò chuyện cái không xong cuối cùng thế mà dự định đều không đi lưu tử khánh yến hội lưu trịnh thị lý do là dù sao ở đâu ăn cơm đều là ăn ta có không phải vì hắn lưu tử khánh mới tới ta chính là suy nghĩ hôm nay trú lại một đêm đến mai mang theo hài tử ra ngoài đi dạo Thấy chút việc đời, dù sao ngươi đi, chính là nhà ta lớn nhất mặt mũi, ta liền không đi góp cái này náo nhiệt, mà lại kia toàn gia người, ta cũng không hiếm có trông thấy ai." Lưu Tam gia nghĩ nghĩ, cuối cùng bên cạnh gật gật đầu, từ nàng đi, chính như Lưu Trịnh thị nói tới, Lưu Tam gia chính là bọn hắn Lưu gia tam phòng lớn nhất trụ cột cùng biểu tượng, có hắn đi chính là lớn nhất mặt mũi. Mấy người đều không đi, Trương thị tự nhiên cũng không có khả năng đi qua, mà nàng lý do càng thêm đầy đủ người ta đều đối nhà chúng ta dạng này đoạt tên tuổi cùng việc phải làm còn muốn cướp ta nữ nhi sao có thể có chuyện tốt như vậy ta còn đi cho hắn chúc mừng đi còn không lộ vẻ chính chúng ta đuổi tới tìm đánh a à. lúc đầu ta liền không nghĩ tới tới hiện tại tốt đều không đi ta cũng không đi qua liền làm phiền tam thúc đi lễ cho tiện thể đi thôi lưu tam gia ai tháng một tiếng tự nhiên không thể bức bách trương thị trên thực tế trương thị mới là nhất có lý do không đi hạ lễ đã là thiên đại tha thứ, cuối cùng chỉ còn lại Lưu Tam gia mình đi qua, bởi vì mấy đứa bé cuối cùng cũng lựa chọn lưu tại nơi này, đi theo nhà mình mẫu thân. Lưu Tam gia không thể làm gì nhìn mấy người một chút, cuối cùng chỉ có thể mình rời đi. Có điều, mấy nữ nhân ngược lại là không có một chút ấy nấy, tùy theo hắn đi đối phó những cái kia bàn cơm phía trên Minh Thương ám tiễn, dù sao các nàng rất tốt liền đúng rồi. Lưu Tử Tuấn cũng không quấy rầy mấy người nói chuyện, thu thập một chút nhìn lên trời sắc không còn sớm, cũng đi tiên khách lai. Cuối cùng, Đại Ni cùng Bảo Nhi đi làm cơm, cuối cùng, chính là Lưu Tử Trận cùng nhỏ quay quay cũng bị Lưu Tần Thị đuổi đi ra, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Xuất ra đầu tiên, mặc dù câu nói này không gần chuẩn xác, nhưng bây giờ lại là Bạch Tiểu Vũ hiện thực dấu hiệu, hiện tại không có một ai trong nhà, tựa như là một cái bảo tàng khổng lồ, chờ lấy nàng tiến đến thám hiểm, đầu tiên phải xử lý, chính là cổ này thân thể tại hiện tại bạch tiểu vũ xem ra cái thân thể này hỏng bét không nói trước toàn bộ thân thể không biết là trúng độc vẫn là từ nhỏ ngược đãi tóm lại thể chất rất kém cỏi chân chính là bị bệnh liệt giường tài năng cũng khó trách bạch gia một cái địa chủ trong nhà cũng không nguyện ý giữ lại nàng những ngày này ngược lại là thật không có ăn ít lưu gia tiền mua thuốc nhưng là đồng thời cũng tương đối gã tới cái này không đến thời gian nửa tháng nàng chưa có về nhà về nhà thăm bố mẹ quá một lần bạch gia nhân cũng cũng không đến nhìn qua nàng mà đối với bạch tiểu vũ bản thân liền có ý kiến lưu trịnh thị gần như là một ngày biến một cái mặt cuối cùng còn đem bạch tiểu vũ những cái kia đồ cưới cái gì đều thu vào trong tay cho nên mặc dù hoa lưu gia tiền mua tiền thuốc men nhưng là cũng đều xem như bạch tiểu vũ tiền của mình huống chi nếu là không có những vật kia chỉ sợ lưu trịnh thị cũng sớm đã đem bạch tiểu vũ ném ra cho nên làm bạch tiểu vũ chỉnh sửa lại một chút thứ thuộc về chính mình lúc phát hiện lúc trước bạch gia của hồi môn đã còn thừa không có mấy trong trí nhớ hai cái trương tốt quần áo lúc này cũng cũng chỉ còn lại có nửa cái cái trương hơn nữa còn phần lớn là một chút lông vải xanh liệu quần áo mặc dù không gặp có bản sửa lỗi nhưng là rõ ràng so với những cái kia gấm gấm thiếu không chỉ một cấp bậc mà thôi nhìn nhìn lại cái khác nguyên bản chế tạo trọn vẹn đồ trang sức đã không có chỉ còn lại một cái nhẫn bạc một cái tiểu ngân cây trâm lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó hai thứ này không phải Lưu Trịnh Thị không có lấy đi, chẳng qua là lúc đó Bạch Tiểu Vũ cũng không biết là ra ngoài cái gì tâm tính, rõ ràng không có trí nhớ trước kia, còn tại Lưu Trịnh Thị tới mở hồng tử thời điểm, liều mạng nhất định phải lưu lại hai thứ đồ này, về phần nguyên nhân, nàng bây giờ cũng không rõ ràng, cũng may hai tên này nhìn tính chất mặc dù cũng là bằng bạc, nhưng là rõ ràng đã lâu năm bao lâu, mặt ngoài không gặp bóng loáng nước sáng, đã có chút u ám, lại thêm nàng lúc ấy kia không muốn sống tư thế, cũng liền để lưu lão thái thái tha cho nàng một lần, đương nhiên đoán chừng cũng có bỗng nhiên tiến đến lưu tử tuấn uy hiếp, trong tay vuốt ve cái kia trâm bạc tử, nhìn nhìn lại một bên khác nhẫn bạc cầm lên mang theo trên tay, rõ ràng không thích hợp, đại đại vòng liền xem như lớn nhất ngón tay cái cũng bộ không lên a à, nghi hoặc từ trong lòng lan tràn, bỗng nhiên trong ốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này nhẫn bạc kiểu dáng hào phóng, nhìn đoán không ra nam khoản vẫn là nữ khoản. Nhưng nhìn cái kia đại đại vòng, sợ là cũng chỉ có là nam nhân đeo a. À. Bạch Tiểu Vũ bị tâm lý ý nghĩ này giật nảy mình, nhưng lại lại không nhịn được nghĩ lung tung. Trí nhớ lúc trước không có, lại thêm bệnh nghiêm trọng thân thể, cùng Bạch gia chẳng quan tâm thái độ. Còn có Bạch Tiểu Vũ đính hôn nhiều năm, nhưng là một mực không có thành thân sự thật, đây hết thảy đều để nàng hoài nghi, trước đó Bạch Tiểu Vũ có phải là đã có tình lang, nhưng là bởi vì trong nhà nguyên nhân hoặc là trên người bệnh cuối cùng chỉ có thể tại phụ mẫu Chi Mệnh dưới, đến lưu gia đến đâu, nhưng là rất nhanh, nàng lại sẽ tâm tư này ném đến sau đầu, bất kể như thế nào, hiện tại Bạch Tiểu Vũ cùng trước đó không phải một người, cho nên, những cái kia chuyện đã qua, không tồn tại trong đầu đồ vật, thực sự là không nên quấy rầy nàng cuộc sống bây giờ. Lưu Tử Tuấn là người tốt, mặc dù mới thấy không có vài lần, nhưng là không thể phủ nhận là nàng đối với hắn cảm giác rất tốt, cái này nam nhân hẳn là nhận thượng thiên chiếu cố cũng may nàng không phải trước đó bạch tiểu vũ những cái kia cẩu huyết kiều đoạn cái gì sẽ không xảy ra ở trên người nàng mặc kệ trước kia người là thế nào người mất đã mất trước kia đủ loại càng là nên tan thành mây khói vừa nghĩ như thế bởi vì cái này miếng nhẫn bạc mang tới kiềm chế lập tức thật nhiều không biết vì cái gì vừa nghĩ tới mình khả năng cùng cái nào đó không biết nam nhân có dính dấp liền toàn thân không thoải mái đó là một loại xa lạ cảm thụ cũng là chưa bao giờ có mâu thuẫn, mở ra thật chặt cửa đóng lại, ngày mùa thu hoạch thời tiết vẫn như cũ nóng bức, đã buổi chiều tiếp cận 3 giờ hơn mặt trời, vẫn như cũ độc ác, Bạch Tiểu Vũ hiếp hiếp mắt, giơ cánh tay lên che một cái ánh nắng, tâm tình bỗng nhiên tốt đẹp, không thể không nói, trên thế giới có thể tại tử vong về sau vẫn như cũ trông thấy ánh nắng may mắn thật nhiều thiếu. Cũng may, nàng Bạch Tiểu Vũ chính là trong đó một cái, tự nhiên, còn có tùy thân mà đến cái kia giúp đỡ bàn tay không tự chủ phủ hướng cánh tay, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên ý cười. Lưu gia phòng ốc rất nhiều, nhưng là cái này cả một nhà ở cùng một chỗ tuyệt đối chen chút. giống Bạch Tiểu Vũ cùng Lưu Tử Tuấn cái phòng này, là tại Tây Sương phòng một bên, tại nhà chính, Đông Sương phòng cùng Tây Sương phòng đều phân biệt rõ ràng tình huống dưới, Bạch Tiểu Vũ hai người ở phòng nhỏ lộ vẻ có chút không hợp nhau. Lúc ban ngày trông thấy Lưu Tử Tuấn cũng không phải là cái rất mềm bánh bao, như vậy vì cái gì sẽ còn tại phòng ở lựa chọn phía trên như thế không có địa vị đâu. Lưu lão gia tử cứ như vậy ngầm đồng ý sao, Bạch Tiểu Vũ trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ cứ như vậy lưu tại trong óc, thật lâu không muốn tán đi, có cơ hội hỏi một chút đi, từ trong phòng nhỏ ra tới, lại trải qua một cái hai vách tường ở giữa nhỏ hẹp lối đi nhỏ, tầm mắt liền thông suốt khoáng đạt, trong sân rộng thu thập tương đối lưu loát, đơn giản sáng tỏ, Tây Sương Phòng đến cửa chính một đoạn đất trống, là một cái thức nhắm địa bên trong trồng một chút đã nhanh muốn can ngăn dưa leo quả cà cùng quả ớt chờ rau quả đông xương phòng đến cửa chính địa phương thì là tu kiến một cái to lớn lều dùng phiến đá ngăn cách mở trở thành hai cái một lớn một nhỏ không gian trong đó lớn một bên là hai đầu heo tiểu nhân một bên thì là nuôi nấn nước cờ mười con gà lồng gà cùng ổ heo chính là như vậy lợi dụng một mặt tường mà làm thành tại lồng gà cùng đại môn ở giữa góc rẽ còn có một cái đơn sơ nhà kho nhỏ đó chính là người một nhà nhà vệ sinh muốn nói bạch tiểu vũ xem hết cái nhà này bên trong về sau bất mãn nhất ý trừ đối lưu tử tuấn cùng nàng các loại phân phối không công bằng bên ngoài chính là cái này nhà vệ sinh lưu trịnh thị vừa trừng mắt đây là uy hiếp a thế nhưng là hết lần này tới lần khác lời này chính là đâm trúng nàng uy hiếp kiểu gì cũng không thể tại nhà mình nhi tử trong hôn lễ gây sự a mà lại tôn gia bà nương cũng không phải cái dễ sống chung cuối cùng Lưu Trịnh Thị lôi kéo dãy dụa Lưu Châu Nhi, giận dữ rời đi, Bạch Tiểu Vũ hừ lạnh, quay đầu cũng tiến vào phòng bên trong đi. Vừa rồi trông thấy Lưu Bảo Nhi cầm rổ trở về, đây không phải là nhà mình rổ, mà lại vừa rồi nàng đi vương tẩu tử trong nhà, đoán chừng lại là vương tẩu tử cầm cái gì tới. Từ lần trước vương tẩu tử nói qua chuyện này về sau, liền chủ động tới qua mấy lần, về sau một lần vô ý ở giữa biết Bạch Tiểu Vũ cùng Lưu Bảo Nhi nữ công đều chẳng ra sao cả về sau, liền nói muốn dạy một chút hai người bởi vì vương tẩu tử nữ công coi như không tệ đương nhiên hộ nông dân nhà nàng dâu sẽ làm sống liền tốt đối với nữ công có thể may may vá vá liền đủ rồi nhưng là hiển nhiên vương tẩu tử không cho là như vậy cũng có thể là muốn cùng bảo nhi thân cận hơn một chút cho nên chỉ cần là lúc không có chuyện gì làm liền chạy qua bên này bảo nhi cũng rất mừng rỡ đi theo nàng học một tới hai đi so với trước đó càng là gần gũi hơn khá nhiều mà lại nghiễm nhiên vương tẩu tử đem bảo nhi xem như nhà mình cháu dâu đồng dạng trong mỗi ngày vừa có vật gì tốt đều miễn không được đưa tới một phần hoặc là để bảo nhi đi qua cầm vừa rồi chính là nói tìm được một cái đẹp mắt theo hoa bộ dáng để bảo nhi đi lấy kết quả cuối cùng theo hoa bộ dáng lấy tới miễn không được lại nhiều một cái rổ tam tẩu vương tẩu tử nói những này là ngươi lần trước nhất lên một chút đồ ăn hạt giống cái gì liền để ta cho nhân tiện lấy tới Bảo Nhi không đợi Bạch Tiểu Vũ hỏi, liền chủ động trả lời. Bạch Tiểu Vũ ngạc nhiên gật đầu, sau đó xốc lên rổ liền nhìn xem, từng cái gói kỹ hạt giống, kiểu dáng có chừng 6-7 loại, chính là lần trước nàng cùng vương tẩu tử nhất lên, có rau xanh, rau cải trắng, củ cải xanh, rau cải xôi nhiều loại rau quả hạt giống rau có hiện tại liền có thể gieo xuống, có cần chờ đến năm đầu xuân thời điểm. Đây đều là lần trước Bạch Tiểu Vũ vô ý ở giữa nhất lên một lần, chính là gia đình bình thường đều có thể tìm được, không tính là quý giá cỡ nào nhưng là dù là như thế nếu là tìm đủ cũng cần một quãng thời gian mà lại một loại mọi người qua mùa đông trời đều là rau cải trắng ra trận thỉnh thoảng mang theo chút chứa đựng khoai tây nhà bọn hắn vừa phân gia không bao lâu nơi nào có những cái này rau xanh chính là ăn khoai tây cũng là từ bị người ta mua được năm nay mùa đông nếu là muốn ăn được đồ ăn hạt giống rau là ắt không thể thiếu nói tóm lại những cái này không đắt lắm nặng nhưng là tuyệt đối tâm ý không nhẹ nhất là giống rau xanh cùng rau cải xôi loại hình căn bản không cần bao dài thời kỳ sinh trưởng ngay tại lúc này tiện tay một cái rải ra đầu mùa đông thời điểm liền có thể ăn mà lại một mực có thể ăn vào sang năm đầu xuân cái này từ không thể không khiến bạch tiểu vũ hưng phấn trong lòng nói câu lương tâm lời nói liền xem như liếc trừ lưu bảo nhi nhân tố ở bên trong bạch tiểu vũ cũng cảm thấy vương tẩu tử là cái không sai người mặc dù là người nói chuyện có chút cường thế nhưng là đó cũng là đối đãi nàng không thích người nếu là thích một người vẫn là rất nhiệt tâm ruột lúc trước cũng bởi vì vừa mới phân gia mà vương tẩu tử cùng nhà cũ có chút nguồn gốc cho nên không có khoảng cách gần tiếp xúc qua nhưng là vương tẩu tử vẫn một mực đối bọn hắn rất chiếu cố về sau lại thêm bảo nhi cái này mọi chuyện còn chưa ra gì như sự tình hai nhà đi được gần càng có thể phẩm vị ra cách làm người của nàng kia là thực tình không sai nếu là nàng đứa cháu kia thật như nàng nói như vậy, trong nhà mẫu thân cũng là hiền hòa, gia thế cũng không phải cỡ nào nhìn trúng, kia bảo nhi về sau nếu là tiếng nàng chu gia cửa, cũng là chuyện tốt một cọc, đương nhiên, tâm tư như vậy tự nhiên là không thể để lộ ra đi, mà lại phàm là vẫn là muốn nhìn lưu bảo nhi mình, nàng một cái làm chị dâu, liền xem như xen vào nửa nhà, cũng không thể không ngừng bảo nhi ý nguyện của mình, hoàng hôn lờ mờ thời điếm, bạch tiểu vũ mang theo bảo nhi đi nhà cũ mặc kệ trước đó kia một phen sự tình huyên náo thế nào mặc kệ lưu trịnh thị đối với các nàng hai lớn bao nhiêu ý kiến hoặc là hai người bọn họ đối lưu trịnh thị có ý kiến gì lúc này đều không phải hờn dỗi thời điểm dù sao y theo lưu trịnh thị bao che khuyết điểm tình huống đến nói nàng là sẽ không ở cái này trước mắt đối bạch tiểu vũ cùng lưu bảo nhi náo về phần lưu châu nhi đi vậy cũng không biết đêm nay bởi vì đến chính là đánh một chút xuống tay dầu chiên hoặc là xử lý một chút ăn uống coi như đơn giản bởi vậy liền không có phiền phức những người khác mà là chỉ có bạch tiểu vũ cùng lưu bảo nhi lại thêm một cái lưu tần thị chủ yếu tay cầm môi tự nhiên vẫn là lưu tam gia mà lưu gia nhà của người sửng sốt chưa từng xuất hiện một cái nàng dâu đến bạch tiểu vũ mang theo bảo nhi xuất hiện thời điểm trên đường đi còn nhiều người hỏi các nàng đi làm cái gì vừa nghe đến hai người nói là đi nhà cũ từng cái đều là biểu thị hai người đều là hảo hài tử cái gì đương nhiên ở trước mặt nói như vậy đều là một chút bối phận tương đối cao lão giả, lão tam nàng dâu cùng Bảo nhi đến rồi. Lưu lão gia tử ngay tại cổng nên đón người, xa xa mấy cái tại cửa ra vào, còn không có đi vào, trông thấy Bạch Tiểu Vũ mang theo Bảo nhi tới, cùng với Hòa Ái mang theo ý cười nói. Nụ cười này lập tức để Bạch Tiểu Vũ được sủng ái mà lo sợ, dù sao mặc kệ là trước kia ở đây ở thời điểm, vẫn là phân gia phân gia về sau, lão gia tử đối với con dâu thái độ một hạng đều là khai thác tận lực không nhìn cảm giác lần này rõ ràng mang theo không giống ý vị trải qua trước đó bạch tiểu vũ nhiều lần chống đối càng là lần trước tại lưu gia cửa chính nói ra như vậy lão gia tử thế mà còn có thế cười được từ không thể không khiến trong lòng người nhiều hơn nói thầm hai tiếng chẳng qua nên có lễ phép vẫn là cần phải có dù sao còn có khách nhân ở bạch tiểu vũ liền đối lão gia tử cười đợi lát nữa phải bận rộn ta cùng bảo nhi sợ nương bận không qua nổi cho nên tới xem một chút có cái gì muốn giúp đỡ lão gia tử liền cười, vậy được, các ngươi trước vào xem một chút đi, nói vất vất tay, cũng không có cho bọn hắn người tiến cử dự định, bạch tiểu vũ gật đầu đáp ứng, nhìn xem bị lão gia tử người tiếp đãi kia là một cái niên kỷ cùng lưu tam gia không sai biệt lắm trung niên nhân cùng một vị phụ nhân, hẳn là thê tử của hắn, bên người còn đi theo một cái cao tráng thanh niên, cùng lưu tử tuấn không chênh lệch nhiều niên kỷ. Bạch Tiểu Vũ đối ba người nhìn thời điểm, kia thê tử còn đối Bạch Tiểu Vũ cười cười mà lưu bảo nhi càng là tại nhìn thấy người ta thời điểm vẫn hiếu kỳ nhìn chằm chằm người ta để bạch tiểu vũ cảm thấy có lẽ bọn hắn là nhận biết bạch tiểu vũ cùng bảo nhi ngoặt vào nhà bếp cũng không có đi trước cùng lưu trịnh thị nói một chút mà lão gia tử thì là mang theo ba khách nhân đi phòng trên bảo nhi ta vừa rồi nhìn ngươi một mực hướng phía những người kia nhìn thế nào a à, kia cũng là ai vậy nhà bếp bên trong còn chỉ có bạch tiểu vũ cùng lưu bảo nhi hai người bạch tiểu vũ lại hỏi Lưu Bảo Nhi gật gật đầu, sau đó lại không xác định nói, ta cũng không biết có phải hay không là, cái kia tựa như là đại tẩu người nhà mẹ đẻ, chính là thật nhiều năm không đến, trước kia ta còn nhỏ, cho nên nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Bạch Tiểu Vũ tâm tư khẽ động, nghe nói đại tẩu trương thị nhà mẹ đẻ được cho tương đối tốt, trong nhà trải qua không tồi, có cái ao cá. Lân cận bao nhiêu tiểu thương đều sẽ từ nhà bọn họ tiến một chút tôm cá bán, một năm có thế kiếm không ít đâu chính là trước đó bởi vì một ít chuyện cùng nhà của huyên náo rất cương lại bởi vì trương thị là cái tương đối hiền lành ở giữa ngay trước dầu bôi trơn cho nên hai nhà cuối cùng không có làm lớn chuyện thế nhưng là cũng bởi vì dạng này trương gia liền không còn có người tới ngày lễ ngày tết cũng chính là trương thị cùng lưu tử bình trở về quá mấy lần mấy đứa bé ngược lại là có đôi khi sẽ tại nhà bà ngoại ở một đoạn thời gian chính là trước đó bạch tiểu vũ cùng lưu tử tuấn hôn sự trương gia là đưa lễ nhưng là cũng không có tới người lần này đến nói lời lưu tử phong còn không bằng lưu tử tuấn thân nhưng là trương gia một nhà lại đều tới cái này có chút kỳ quái bạch tiểu vũ thầm nghĩ đến vài ngày trước lưu tử bình cùng trương thị nháo phân gia sự tình bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có lẽ trương gia chính là tới cho nữ nhi làm chủ cũng không nhất định chỉ là hy vọng bọn họ không muốn tại thành thân thời điểm náo lên liền tốt tam thẩm một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến Đại Ni trong tay bưng một chậu xử lý tốt heo nội tạng tiếng nhà bếp, Bạch Tiểu Vũ gật gật đầu, cũng có chút ngoài ý muốn nói, ngươi thế nào tới, không phải mới vừa trông thấy ngươi nhà bà ngoại người tới sao? Không có đi cùng trước để ngươi mổ mổ, ông ngoại nhìn xem, Đại Ni đem cái chậu buông xuống, không có việc gì, mẹ ta kể để chúng ta sẽ lại đi qua, đại đệ cùng tiểu muội đều ở bên cạnh đâu, ta liền đến giúp một chút, Bạch Tiểu Vũ lần nữa mỉm cười. Không biết nên nói đại tẩu tính tính tốt vẫn là cái gì, dù sao đối với hài tử dạy bảo phía trên, cùng một người là không thể tách rời, tựa như là hiện tại Lưu Châu Nhi đồng dạng, kế thừa Lưu Trịnh thì các loại tính tình. Mà đại ni thì là tại Trương thị ảnh hưởng dưới, tính tình rất tốt, chẳng qua nói như vậy cũng không đúng, Trương thị cùng Lưu Tử Bình Am hiểu nhất chính là ẩn nhẫn, nói trắng ra, đó chính là trong tính cách có chút nhu nhược, thế nhưng là đại lang xử sự, sự quả quyết không nói chính là đại ni trong lời nói cũng không khó coi ra ghét ác như cừu mà lại ngày bình thường làm việc mặc dù tương đối hiểu chuyện nhưng nếu là nói ẩn nhẫn vẫn là không có lớn lục soát trương thị như vậy nhà ngươi mổ mổ làm sao lúc này tới trước đó tam tẩu cùng tam ca thành thân thời điểm đều không thấy được đến a à? bảo nhi trong giọng nói có chút là tội mà hỏi đại ni đương nhiên nếu là thật lòng trách tội cũng sẽ không đối đại ni nói lời này chẳng qua là có chút không cân bằng mà thôi bạch tiểu vũ nhìn đại ni một chút đã thấy đại ni cũng không tức giận mà là gật đầu nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra cái này đều nhiều năm như vậy cũng không thấy mổ mổ bọn họ chạy tới ta nhớ được lần trước đi đưa thiếp mời thời điểm mổ mổ còn không hợp ý nhau đâu không biết chuyện ra sao hôm nay lại tới mẹ ta mới vừa rồi còn đích thì thầm một tiếng đâu chẳng qua ta xem chừng cũng là nhà bà ngoại thực sự là không quen nhìn nói cuối cùng còn nhỏ giọng đối với hai người giống như là cái gì đại bí mật đồng dạng bạch tiểu vũ biết trương gia người tới thời điểm cũng là nghĩ như vậy hiện tại thấy đại ni vừa nói như vậy nhất là trước đó cũng không tính đến sự tình càng thêm sáng tỏ thiếp mời đưa tương đối sớm bình thường đang làm việc vui nửa tháng trước liền sẽ thông báo những cái kia thân bằng hảo hữu dù sao hạ lễ đồ vật không thể quá kém hộ nông dân nhà ra một phần lễ không dễ dàng sao thế cũng phải cấp người ta thời gian chuẩn bị đi bạch tiểu vũ cùng lưu tử tuấn thừa dịp người ta lúc nói chuyện cũng tại nhỏ giọng nói nhỏ nhưng là lời đã nói ra trừ lúc mới bắt đầu nhất hỏi chính là liên quan tới lưu tử tuấn vì sao lại tại nơi này đề bên ngoài cái khác liền đều là kể một ít việc nhà sự tình hoặc là cho tới hiện tại lưu tử tuấn công việc hoàn cảnh hoặc là nói bạch tiểu vũ mới vừa từ lưu tần thị cùng trương thị nơi đó biết nuôi trẻ kinh chẳng qua như vậy đề liền cần thanh âm ép tới càng thêm thấp Lưu Tam Gia từ đầu tới đuôi đều không có nói qua mấy câu, mà là yên lặng một người ngồi ngơ ngẩn, nhưng là để tất cả mọi người cảm giác được chính là Lưu Tam Gia cảm xúc có chút thấp. Bạch Tiểu Vũ cùng Lưu Tử Tuấn cả đám lại là cảm thấy hắn đang tức giận. Bên kia Lưu Tử Khánh cùng lão gia tử lại là quản không được người trong phòng có phải là hợp quần, không ngừng đem chủ ý đánh tới Vu Tiên Sinh trên thân, tự nhiên cũng sẽ không đối Vu Lượng xem nhẹ. Mặc dù bây giờ Lưu Tử Khánh việc cần làm xuống tới mà lại Lưu Châu Nhi cũng thành huyện Thái Gia Tứ Phu Nhân, nhưng là không nên quên, Lưu Châu Nhi cũng chẳng qua là nữ nhân, mà lại là loại kia có tính tình nữ nhân không có đầu óc, dạng này người rất dễ dàng trở thành hậu trạch tranh đấu vật hy sinh, điểm này, không khéo như Lưu Tử Khánh, không phải không biết, dựa vào nữ nhân cho hắn phù hộ, tuyệt đối không có cùng cái này huyện nha người đứng đầu vu tiên sinh giữ gìn mối quan hệ tới mạnh. Mà lại huyện Thái Gia cưới tứ phu nhân thái độ này cho thấy, về sau còn sẽ có ngũ phu nhân, lục phu nhân. Tuyệt đối là sẽ không vì hắn hộ giá hộ tống bao lâu, lần trước bởi vì một chút sự lỗ mãn của hắn, liền đem vu tiên sinh cùng vu lượng đắc tội, cuối cùng ngẫm lại cũng thế, hai thanh danh của người ở bên ngoài cũng không tệ, tự nhiên sẽ không coi trọng một cái hai cái thôn cô. Liền xem như coi trọng, dùng loại phương pháp này, mặc kệ bọn hắn trong lòng thế nào, trên mặt mũi lại là không dễ nhìn. Cho nên tự giác phương thức có chút không đúng Lưu Tử Thánh hôm nay gia yến liền mời Vu Tiên Sinh cùng Vu Lượng lên, bên trong không khỏi chứa chịu nhận lỗi ý tứ, tự nhiên, chủ yếu nhất vẫn là muốn kéo bên trên quan hệ mà thôi. Đối với việc này, Bạch Tiểu Vũ mấy người bọn hắn đều là một chút liền có thể minh bạch, bởi vậy từng cái đều khiêm tốn, ai cũng không có đi cướp đoạt Lưu Tử Thánh quyền lên tiếng, trên cơ bản sẽ không chủ động cùng Vu Tiên Sinh hoặc là Vu Lượng nói chuyện, chẳng qua cho dù cố gắng không lâu Vô tiên sinh đối với Lưu Tử Khánh chủ động lấy lòng, cũng giả vờ như không nhìn thấy, nói chuyện đúng quy đúng cũ, mà lại khắp nơi đánh lấy giọng quan, nghiêm phòng tử thủ dọc nước không lọt, để Lưu Tử Khánh tấp nập hung hăng cắn răng. Về phần Vu Lượng liền càng thêm kinh thường tại Lưu Tử Khánh tận lực lấy lòng, bản thân liền là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, đối với không hài lòng người, tự nhiên không để vào mắt, cũng kinh thường tại nói chuyện, cho nên một loại trừ nhất định phải trả lời bén nhọn vấn đề. Hắn mới có thể qua loa một chút bên ngoài, nói lời của hắn, trên cơ bản không tham gia một câu đàm luận, cũng không biết thế nào, liền nói quê quán chủ đề phía trên, Vu Tiên Sinh khi biết Lưu Gia lúc đầu không phải người địa phương, mà là bởi vì lúc trước chiến loạn, từ lão gia tử một đời kia dời tới thời điểm, liền đột nhiên hỏi đám người, lão gia tử kia mấy vóc nàng dâu cũng đều là người địa phương a. À. Đám người sửng sốt một chút, chỉ coi là Vu Tiên Sinh thuận miệng hỏi một chút, đương nhiên hắn cũng không thể thuận miệng trả lời thế là liền nói, cũng không phải, đều là bao nhiêu năm trước sự tình, mấy vóc nàng dâu đều là chúng ta kia mười dặm tám thôn, một cái trên trấn, hiện tại cũng coi là ở đây an gia, đã sớm không thể nghĩ sự tình trước kia, vu tiên sinh gật gật đầu, lại là tại người cho là hắn sẽ chuyển đề tài thời điểm, ánh mắt nhìn thẳng bạch tiểu vũ nói, ta một mực cảm thấy lão gia tử cái này ba nàng dâu nhìn xem bất phàm, cũng là các ngươi lân cận trong thôn. Bạch Tiểu Vũ nhíu mày, Lưu Tử Tuấn lại nhíu mày, mặc dù vu tiên sinh trong mắt không có ác ý, thế nhưng là hắn lại không thích nhà mình nàng dâu bị người ta dạng này chăm chú nhìn, những người khác cũng đều là sững sờ, nhìn xem bạch tiểu vũ, muốn biết có phải là cùng vu tiên sinh quen biết, bạch tiểu vũ tự nhiên chú ý tới ánh mắt của mọi người, vì phòng ngừa bọn hắn nghĩ lung tung, liền đối với vu tiên sinh nói ra, vu tiên sinh chẳng qua là tại nhà chúng ta ở qua một lần, tăng thêm về sau tại quán cơm nhỏ gặp qua một lần. Làm sao đã cảm thấy ta bất phàm rồi? vô tiên sinh giật mình cười nói chẳng qua là cảm thấy không giống cái nông thôn thôn phụ cũng là đại gia tiểu thư chính là thuận miệng hỏi một chút không tiện cũng không cần trả lời bạch tiểu vũ nhẹ nhàng vê lên chén trà không để ý đến mà lưu tử khánh thì là cười ha ha một tiếng vội vàng nói cái này có cái gì không tiện ta cái này tam đệ muội chính là chúng ta liễu thụ thôn lân cận sông ruộng thôn nhân họ bạch vốn là đại địa chủ bạch gia tiểu thư đâu bởi vì lấy khi còn bé định ra đến việc hôn nhân, niên kỹ đến, cái này gã tới, cái này từ nhỏ học chữ, tự nhiên là cùng bình thường nông thôn vô tri thôn phụ không giống. Lưu Tử Khánh lời nói ngược lại là trả lời Vu Tiên Sinh, thật là để ở đây bao quát Vu Tiên Sinh ở bên trong tất cả mọi người nhíu mày sinh khí, không nói trước đem mình để mọi việc tư miêu tả cho người ngoài đây là cỡ nào không hợp lý sự tình chính là đằng sau một câu kia nông thôn vô tri thôn phụ liền để hắn đem ở đây trừ bạch tiểu vũ bên ngoài tất cả phụ nữ đều mắng ra ngoài bao quát hắn mẹ của mình cùng nương tử cho nên cho dù biết nhi tử là đang lấy lòng vu tiên sinh lưu trịnh thị vẫn là miễn không được sắc mặt trở nên rất khó coi mà lão gia tử sinh khí nguyên nhân thì là ở chỗ hắn từ lưu tử thánh trong miệng nghe ra nghiêm trọng đẳng cấp phân chia đó chính là người trong thành cùng nông dân ở giữa khó mà tung hoành thiên thể không riêng gì hiện đang ở khu vực phía trên khác biệt, tại lưu tử khánh thế giới bên trong, hắn mình đã nghiễm nhiên trở thành người trong thành, trở thành người trên người. Mà lưu trịnh thị thì là trong miệng hắn, nông thôn vô tri thôn phụ, tự nhiên, trong lòng nói không chừng cũng ở trong tối đạo hắn là vô tri thôn phu đâu, thông suốt, lão gia tự nhớ tới lúc trước lưu châu nhi những lời kia, tại lưu châu nhi trong mắt, bọn hắn những người nông dân này nhà chính là đê đẳng nhất đám dân quê không phải sao trong lòng siết chặt cho dù biết lúc này không nên nghĩ những thứ này thế nhưng là lão gia tử vẫn là không cầm được trong lòng khó chịu ba cái con của mình hai cái để cho mình trái tim băng giá một cái từ nhỏ đã không thế nào tri kỷ không tự chủ được lão gia tử bỗng sinh ra một cổ bi ai ra tới lưu tử khánh những ngày này bị vui sướng làm đầu óc choáng váng còn không biết mình vừa rồi một câu đắc tội bao nhiêu người đâu lúc này trông thấy lão gia tử có chút khí hư nâng đỡ cái trán, lập tức một mặt khẩn trương hỏi, cha, ngươi làm sao rồi? Không có sao chứ, lão gia tử vẫn đục con mắt nhìn hắn chầm chầm một chút, hồi lâu mới bờ môi giật giật, nhẹ nói, không có việc gì, thanh âm kia nhẹ, gần như tại hiện trường mấy người đều không nghe rõ ràng, nhưng là cũng may lưu tử khánh làm khoảng cách không xa, lại thêm chú ý lão gia tử, biết lão gia tử nói là cái gì về sau, liền cười đối vu tiên sinh nói ra, Vu tiên sinh chê cười, cha ta lớn tuổi, chính là không chịu ngồi yên, trong nhà ruộng cái gì đều muốn quản một chút, thật tốt hưởng phúc đều không làm, lúc này mới có cái đau đầu nhất ốc thành chuyện thường xảy ra. Vu tiên sinh gật gật đầu, tự nhiên là biết Lưu Tử Khánh là không muốn bọn hắn lấy cớ đem lần này tiệc trụ giải tán, dù sao cũng là cái người cũng đã nhìn ra, lúc này mấy người đã đợi rất không kiên nhẫn, bao quát Vu tiên sinh cùng Vu lượng, mặc dù chờ đến người kia là huyện Thái Gia chẳng qua như thế lời nói nói chuyện, Lưu Tử Khánh một đêm cực lực duy trì hiếu tử dáng vẻ liền giảm bớt đi nhiều. Sau đó vẫn như cũ là Lưu Tử Khánh không sợ người khác làm phiền nói ra các loại chủ đề, kiến giải, hy vọng có thể gây nên vu tiên sinh cộng minh, nhưng là vu tiên sinh luôn là một bộ không hứng lắm dáng vẻ, không gặp hắn bày sắc mặt, cũng không thấy hắn nói chuyện qua loa, nhưng là chính là để người rõ ràng cảm thấy hắn không kiên nhẫn. Lão gia tử thay đổi trước đó đi theo Lưu Tử Khánh liên tiếp tìm chủ đề biểu hiện trở nên cùng lưu tam gia đồng dạng bắt đầu không ngừng đắm chìm ở trong thế giới của mình rất ít nói chuyện chính là trên mặt không có thay đổi gì mà thôi cái này tự nhiên không gạt được bên người lưu trịnh thị nhưng là hiển nhiên chính là cái này bồi tiếp hắn sinh sống nhiều năm như vậy nữ nhân lúc này cũng không dám ở thời điểm này trêu chọc lão gia tử thế là không khí hiện trường một trận xấu hổ ngay tại Lưu Tử Khánh cũng gần như sắp muốn duy trì không ngừng sắc mặt ý cười đi ứng đối vu tiên sinh thời điểm, liền gặp lấy sương phòng cửa bị đẩy ra, sau đó đi tới một đống người, đầu tiên chiếu vào trước mắt, tự nhiên là hai cái dẫn đầu, một cái là mặt một thân hoa phục nam tử trung niên, một cái tự nhiên là một tiếng màu đỏ chót, ăn mặc thiên kiều bách mị Lưu Châu Nhi, trừ cái đó ra, đi theo phía sau nha hoàng gã sai vặt thủ vệ, cũng có hơn 10 người, Lưu Tử Khánh xem xét người đến, lập tức làm nhanh lên lên, đi theo đám người cũng nhau nhau hành lễ, Bạch Tiểu Vũ nhíu thật chặt lông mày, chỉ sợ người trước mắt sẽ để cho mọi người đi quỳ lạy, cũng may không biết có phải hay không là phong tục cho phép, vẫn cảm thấy hôm nay là cái gia yến nguyên nhân, cuối cùng tất cả mọi người đi theo Lưu Tử Khánh có chút cung một chút thân thể mà thôi, huyện thái gia họ Thành, gọi Thành tông, cũng là người xứ khác, bị phân phối đến ngồi bên này huyện thái gia, Lưu Châu Nhi là hắn cái thứ ba tiểu thiếp, cũng chính là tứ phu nhân mà lên một lần thấy qua cái kia, bị Bạch Tiểu Tùng nhận làm tỷ tỷ thì là tam phu nhân. Về phần nhị phu nhân, đã sớm bởi vì cùng trong nhà hạ nhân không sạch sẽ chết đi. Đại phu nhân ngược lại là không nghe người ta làm sao nhắc qua, chẳng qua có thế không để chơi chết nhị phu nhân, nhưng lại không ngăn cản được phu quân từng cái thiếp thất hướng trong nhà nhất nữ nhân, bản thân liền là cái mâu thuẫn người đi. Thành Tông không giống Bạch Tiểu Vũ trong tưởng tượng như vậy, to béo bụng trung niên nam nhân, vóc dáng không cao thậm chí trên đầu không có vài cọng tóc ngoài miệng giữ lại hai xoa tiểu bát chữ hồ một đôi đậu trước mắt thỉnh thoảng bốc lên hèn mọn tia sáng trên thực tế thành tông bản nhân dáng dấp cao lớn không giống như là cái quan văn cũng là cái vũ phu mà trên mặt mặc dù không tính là tuấn mỹ cũng tuyệt đối không có nàng trong tưởng tượng dáng dấp như vậy tàn điểm trọng yếu nhất là thành tông nhìn chính là một bộ người hiền lành dáng vẻ là loại kia để người nhìn thoáng qua liền không khỏi hoài nghi người trước mắt tuyệt đối là sẽ không làm chuyện xấu loại kia dạng này có lừa gạt tính tướng mạo để bạch tiểu vũ gần như kém chút nhận định có lẽ trước đó bảo nhi sự tình chỉ là lưu tử khánh chính mình ý tứ mà không phải có hắn tham dự bởi vì cái kia gương mặt nhìn qua thực sự là quá thành thật đều ngồi đi ngồi đi đợi đến hành lễ về sau lưu tử khánh bắt đầu chào hỏi mọi người vào ở tự nhiên cũng đem Thành Tông cùng Lưu Châu Nhi mời đến thượng tọa bên trên. Xuất ra đầu tiên, đã thấy Thành Tông khoát khoát tay, lão gia tử lớn, vẫn là để lão gia tử ngồi chỗ ấy đi, Lưu Tử Khánh sững sờ, lại là tranh thủ thời gian kinh sợ đối với Thành Tông nói ra, đại nhân, không cần, ngài thượng tọa. Thượng tọa, Thành Tông còn muốn nói tiếp. Đã thấy Lưu Châu Nhi vượt lên trước một bước đối Thành Tông nói, ngồi đi, gia yến mà thôi, đều là người một nhà, không cần chú trọng những thứ này thành tông không cách nào mắt thấy lưu châu nhi đã tự phát ngồi xuống cũng chỉ đành ngồi vào lưu châu nhi bên người sau đó gần như là lưu châu nhi một người kịch một vai nhị ca còn không có mang thức ăn lên a để bọn hắn vào gọi món ăn đi đại nhân thích ăn cá liền nhiều một chút mấy đạo cá còn có ta hôm qua ăn cái kia đạo ốc đồng cũng không tệ cũng tới một đạo đi lưu châu nhi cũng không để ý tới trên mặt bàn đám người nhìn cũng không nhìn một chút đối lưu tử khánh nói lưu tử khánh sắc mặt ngượng ngùng có chút không cam lòng nhìn xem người đang ngồi nhìn nhìn lại đã có chút có nộ khí lão gia tử cuối cùng đưa mắt nhìn sang cao tọa bên trên thành tông phát hiện thành tông không có một ti dị thường ngồi ở chỗ đó phản phất đối với lưu châu nhi mắt biết tai ngơ về sau cái này mới cắn răng đưa tới điếm tiểu nhị dựa theo lưu châu nhi phân phó điểm đồ ăn trong lúc đó lưu châu nhi chỉ án chiếu mình thích cùng số lượng không nhiều đối với thành tông hiểu rõ gọi món ăn không có chút nào kiên kỵ đến những người khác, mặc kệ là lưu tam gia dạng này không thân cận, vẫn là lưu lão gia tử bên này thân cận, hay là một bên địa vị đồng dạng không thấp vu tiên sinh, từng cái trong lòng bị đè nén, nhưng là thành tông không nói lời nào phóng túng thái độ, cùng vu tiên sinh một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, để mọi người liền xem như có cái gì tức giận, cũng chỉ có thể nhìn trong bụng thả, rất nhanh, đồ ăn đi lên, sau đó bầu không khí cũng chậm chậm nóng hổi mở, có điều để bạch tiểu vũ bọn hắn cảm thấy kỳ quái là thành tông là một huyện thái gia khéo léo phong cách làm việc là thiết yếu cho nên khi hắn đối đãi đang ngồi mỗi người đều nói đôi câu thời điểm tất cả mọi người không có điều gì dị nghị mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái sẽ đem bọn hắn những người này để vào mắt nhưng có phải thế không quá kinh ngạc nhưng khi lưu tử khánh mấy lần đối thành tông mời rượu mà bị thành tông ngăn lại thậm chí là đối lưu tử khánh rõ ràng không có cái gì sắc mặt tốt thời điểm mọi người liền sửng sốt chẳng qua lập tức nghĩ đến thân phận của mình cũng không phải chen mồm vào được cũng liền vui với nhìn trò hay mà không nói chuyện nhiều mấy cái quan phủ người nói chuyện tự nhiên là đàm luận đến một chút nha môn sự tình bên trên chỉ nghe thấy vô lượng nói ra sở gia sự tình hiện tại còn không có gì manh mối chẳng qua người một nhà cũng là an phận có thể là bởi vì nhị thúc vừa lúc ở trong lao nguyên nhân đi toàn gia cũng không đi ra gây chuyện thị phi đây là nói một tông bản án Sở gia cũng coi là trong huyện thành một nhà khá là giàu có người ta. Sở gia nhị thúc vốn là nha môn bên trong người, mặc dù chỉ là một cái nhỏ bổ đầu, chẳng qua ngày bình thường ở bên ngoài cũng là la lối ông sòng, ý có điểm quyền thế liền đối hạ tầng người diễu võ dương oai. Chẳng qua bởi vì mọi người từ đối với làm quan hiểu một chút cùng sợ hãi, cho nên không ai dám đi treo chọc bọn hắn. Có điều về sau Sở gia cái này nhị thúc một cái bổ đầu thế mà náo ra án mạng đến hơn nữa còn là mặt khác một nhà nhân vật không chọc nổi, này mới khiến sở gia ăn thua thiệt ngầm, có thể lên làm bổ đầu, nếu là A à có một chút bối cảnh cũng không phải là không được, sở gia người lợi dụng các loại mạng lưới quan hệ, muốn đem bọn hắn nhà nhị gia bảo đảm trở về, muốn để cái kia chết đi người nguyên nhân cái chết biến hóa một chút, hiện tại người chết gia thuộc ngay tại cực lực tìm kiếm chứng cứ, mà là không chỉ một lần đã cảnh cáo sở gia, mấy lần về sau, sở gia nhân cũng có thể là tự cảm thấy mình làm đã đủ rồi cho nên lúc này mới yên tĩnh chẳng qua cứ việc mọi người đều biết người chết đúng là sở gia nhị thúc chơi chết nhưng là bây giờ khuyết thiếu chứng cứ bởi vậy sự tình vẫn là kết luận cái này sở gia nhị thúc cũng bởi vậy còn chỉ có thể tại phòng giam bên trong ở lại mặc kệ giết không giết người dù sao động thủ là nhất định giam lại cũng không đủ kinh ngạc vụ án này không nhỏ lên tới huyện thái gia thành tông Hạ đến vừa thượng nhiệm lưu tử khánh gần như đều là biết đến, cho nên lúc này đàm luận cũng là đề tài. Vu tiên sinh tiếp lời Vu lượng liền nói: Ta nhìn người ta trong nhà người chết không đơn giản, chứng cứ tìm được hay không, cuối cùng luôn luôn muốn chết người, cho nên nói vẫn là không thể quá phách lối. Huyện thái gia nhìn hắn một cái, sau đó làm như có thật nói là đạo lý này, một cái nhỏ bổ đầu, tự như tại trong huyện làm mưa làm gió vẫn là không đem người ở phía trên để vào mắt a thật tình không biết chúng ta cái này trong huyện nhìn xem ngạch phổ thông còn nhiều quan hệ phức tạp nói không chừng liền sơ ý một chút chọc phải người không nên chọc đâu không biết có phải hay không là cố ý nói như vậy nhưng là huyện thái gia lời kia vừa thốt ra lưu tử khánh cái tráng liền toát ra mồ hôi đến bởi vì lúc này nghe thấy mấy người đó chính là tại gõ hắn ý tứ a lại liên tưởng đến hôm nay thành tông đối đãi thái độ của hắn hiển nhiên không giống như là bình thường như vậy thân mật đang ngẫm nghĩ lời nói mới rồi tâm lý không khỏi bồn chồn cái này hình ngục còn không có nhậm chức mấy ngày mà lại vì thăm dò tất cả mọi người nội tình hắn nhưng là một mực không có đối ai quặm mặt lại a à, đến cùng là chọc tới ai đây vẫn là nói hôm nay lời này đơn thuần là vì gõ hắn lưu tử khánh không nghĩ ra nhưng là huyện thái gia lời nói bên trong cái này hàm nghĩa tất cả mọi người nghe hiểu không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển tới lưu tử khánh trên thân muốn biết có phải là gia hỏa này lại làm xảy ra chuyện gì nào biết được nhìn xem Lưu Tử Khánh cũng là một mặt mê mang bộ dáng. Cuối cùng cái đề tài này không giải quyết được gì, nhưng lại tại Lưu Tử Khánh trong lòng lưu lại một chút bóng tối, thậm chí hắn nghĩ tới, duy nhất đã từng đối với hắn nhăn mặt người, có vẻ như cũng chỉ có vu lượng cùng vu tiên sinh, hay là bởi vì lần trước đại ni cùng nhị ni sự tình. Nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì hai người này, vừa nghĩ như thế, Lưu Tử Khánh đối đãi vu lượng cùng vu tiên sinh liền càng thêm nhiệt tình, nhưng là nhưng trong lòng thì đem hai người này hận thấu. Qua ba lần rượu, Lưu Châu Nhi bỗng nhiên nói ra, nghe nói tiên khách lai là trong huyện chúng ta tốt nhất tử lâu, chiêu bài đồ ăn càng là ăn ngon, ta cái này còn không có hưởng qua đâu, hôm nay cũng không biết còn có hay không, nhị ca, ngươi giúp chúng ta đi hỏi một chút trưởng quỷ, còn có chiêu bài ngư hoàng sao, bạch tiểu vũ trong mắt hơi hiếp, nhìn về phía Lưu Châu Nhi, Lưu Châu Nhi không ngạc nhiên chút nào nhìn thẳng trở về, sau đó đối bạch tiểu vũ cười lạnh mấy người tự nhiên không có xem nhẹ hai người cái này cực kỳ có mùi thuốc súng đối mặt trừ lưu trịnh thị không chê sự tình lớn bên ngoài cái khác mấy người một cái hai cái đều là cao mày nhìn xem lưu châu nhi đi vào huyện thành mấy ngày nay không có khả năng không biết cái này tiên khách lai like chiêu bài ngư hoàng đến cùng là từ ai thủ hạ ra tới càng thêm không có khả năng không biết hôm nay là ai mời khách thời gian như thế như vậy không riêng gì muốn lưu tử tuấn xuống đài không được đi cho đám người nấu cơm càng làm cho lưu tử khánh xuống đài không được trong lòng còn thầm mắng Lưu Châu Nhi đem hắn xem như sai sử gã sai vặt, chuyện gì đều muốn nghe phân phó đâu. Bất quá nghĩ đến bây giờ người ta thân phận không chỉ có riêng là hắn Lưu Tử Khánh Mùi Tử, vẫn là huyện Thái Gia trong nhà phu nhân, lập tức lại chỉ có thể cắn răng cười theo, sau đó ra ngoài, nhìn xem khói lửa tràn ngập hai người, vu tiên sinh không chút biến sắc, vu lượng đi theo đám người nhíu mày, mà huyện Thái Gia thành tông lại là trong mắt lóe lên một tia hứng thú, quá không đến bao lâu, Lưu Tử Khánh lại trở về, nói thẳng, trưởng quỷ nói, hôm nay mấy phần chiêu bài ngư hoàng đều bán xong, lão bản cũng đi, cho nên chỉ có thể đến mai sinh sớm. Lưu Châu Nhi nghe xong lập tức hừ lạnh, bán xong sẽ không lại làm. Lão bản đi không phải còn có trưởng quỷ sao? Một cái tử lâu liền nói đồ ăn đều làm không được, đây là không nghĩ tại trong huyện mở đi a. Lưu Tử Khánh nghe xong, mặc dù trong lòng thầm mắng cái này Lưu Châu Nhi ẩu tả, nhưng là vẫn đối Lưu Châu Nhi nói ra, Châu Nhi, đây bất quá là cái gia yến, về sau có rất nhiều cơ hội, nếu không lần sau nhị ca lại mời ngươi tới ăn cái này. Lõi đời khéo đưa đẩy như Lưu Tử Khánh, nói như vậy không phải là bởi vì Lưu Tử Tuấn ở chỗ này, cũng không phải là bởi vì muốn trên mặt mũi tốt thấy thế nào, mà là biết rõ, nếu là y theo tính tình náo lên, đến lúc đó chỉ có thể là hắn làm pháo hôi, bởi vì sớm tại huyện thành hỗn quá không biết dài bao nhiêu thời gian hắn biết rõ cái này tiên khách lai tử lâu cũng không chỉ là tại trong huyện thành có, chính là phủ thành cũng có một nhà tiên khách lai, điều này nói rõ cái gì, nói rõ người ta cũng là có hậu đài, nói không chừng tựa như là vừa rồi thành tông nói như vậy, sơ ý một chút, liền chọc phải người không nên chọc, cần biết cái này huyện thành nho nhỏ bên trong, giấu không ít hắn gây nhân vật không tầm thường đâu, thế nhưng là Lưu Châu Nhi hết lần này tới lần khác không bỏ qua, nhìn xem Lưu Tử Tuấn cùng Bạch Tiểu Vũ liền trong lòng thầm hận du quan cùng lúc trước thanh danh của nàng những chuyện kia đều là nguồn gốc từ lưu tử tuấn tại nhà bọn hắn bên cạnh lần kia ngươi tróc giang a lúc ấy cho người ta đánh thành như thế không nói còn để nàng mất đi một cái bò cao hơn cơ hội trọng yếu nhất chính là từ lúc kia bắt đầu có quan hệ với nàng lời đồn đại vẫn không được chỗ tắt đương nhiên trừ những cái này còn có cái khác ví dụ như bạch tiểu vũ để nàng đố kỵ dung mạo Lưu Bảo Nhi càng thấy mỹ lệ khuôn mặt còn có lúc trước bên người cùng cái này nam nhân trước hết nhất cảm thấy hứng thú người, cùng Chu Hồng Ngạn. Trước đó Chu Hồng Ngạn trong ấn tượng của nàng chính là cái gầy yếu tiểu thư sinh hình tượng, liền xem như về sau bởi vì một ít chuyện cảm thấy mất đi Chu Hồng Ngạn cơ hội này có chút đáng tiếc, nhưng là bây giờ tiến huyện thành nàng, tiếp xúc đến một chút người ngoài tiếp xúc không đến nội tình nàng tự nhiên rõ ràng. Chu gia nhìn xem một nhà đều là bên ngoài chạy kiếm lấy xe tiền bốc xếp mãn phu trên thực tế lực ảnh hưởng lớn đâu xa xa không phải mình trước đó nghĩ như vậy là cái cao quý một điểm đám dân quê cho nên tại biết bảo nhi cùng chu hồng ngạn sự tình lại thêm lần nữa trông thấy chu hồng ngạn hiện tại tướng mạo thời điểm cho dù trong lòng không có bao nhiêu hối hận nhưng là đối với lưu bảo nhi đạt được vị trí này lại cảm thấy tâm lý hận cực điển hình mình trôi qua tốt người khác cũng không thể qua người tốt cho nên vào cửa bắt đầu nàng liền nghĩ đối lưu tử tuấn phát tác trên thực tế đang ngồi phía tây một mặt tất cả mọi người gần như đều là địch nhân của nàng mỗi cái đều để nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi